Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 38. Lão môn chủ. Để lại thư cho con cháu nhà họ Tô. Cái lão môn chủ này, thật sự không hề đơn giản nha, năm đó đã cứu ông nội mình, lại dẫn đường cho núi Cửu Phong, rất nhiều chuyện đều có bóng dáng ông ấy, có thể nói, ông ấy vô hình chung chính là bàn tay lớn nhất thao túng mọi chuyện rồi. Tô Thương âm thầm phân tích, tất cả những chuyện ông ấy làm, cuối cùng là có ý gì chứ, và tại vì sao lại làm vậy? Trước mắt thấy được, tất cả những chuyện mà lão môn chủ làm, đối với mình và nhà họ Tô đều là có lợi, chẳng lẽ là ông cố mình để ông ấy làm như vậy sao? Tô Thương nghĩ mãi không ra, sau một lúc, ánh mắt nhìn lên người Vương Trọng Vân, gật đầu nói, môn chủ mời, tôi tất nhiên có thời gian rồi, làm phiền tiền bối dẫn đường trước. Ha ha, được. Vương Trọng Vân vuốt vuốt râu, cười lên một tiếng thoải mái, sau đó nhìn những nhân vật lớn xung quanh, khẽ cười nói, các vị, tôi phải xử lý chút chuyện riêng, không tiếp đãi mọi người được rồi. Trận đấu tiếp theo, phiền các vị duy trì trật tự ở đây một chút, tôi đi trước đây. Vương môn chủ, ông cứ yên tâm đi, ở đây có chúng tôi rồi. Thiên Sơn Tuyết mỉm cười nói. Đúng vậy. Trương Thiên Lôi nhìn thoáng qua Tây Môn Phong Vân, giọng điệu có vẻ uy hiếp, lạnh lùng nói, có lão phu ở đây, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng làm loạn. Ha ha, được, thế thì nhờ mấy vị rồi. Vương Trọng Vân gật đầu, sau đó liền nhún người nhảy lên, từ từ đứng trước mặt Tô Thương. Tô thiếu gia, mời đi theo tôi. Vương Trọng Vân lộ ra một nụ cười với Tô Thương, sau đó liền đi trước dẫn đường. Tô Thương không lập tức đuổi theo, mà đi đến trước mặt Tô Du Du. Cha, cha muốn cái linh kiện của chị gái xinh đẹp kia làm gì? Lúc đó, Tô Du Du tò mò hỏi, đôi mắt to đẹp nhìn qua Tô Thương. Tô Thương nghi ngờ hỏi, Du Du, sao con biết cha muốn ngọn tháp kia? Hi hi, đoán. Tô Du Du nhí nha nhí nhảnh cười nói cha, Du Du vẫn luôn nhìn cha đấy, sau khi cha thấy cái linh kiện nhọn kia, hai mắt đều sáng lên. Vì thế mới cố ý tiếp cận cái chị gọi là Triệu Chỉ Nhược xinh đẹp đó chứ gì. Ha ha, Du Du thật thông minh. Tô Thương vuốt vuốt cái đầu nhỏ của con gái, không giấu giếm mà nói, trên người cha, có một cái tòa tháp nhỏ bị thiếu. Cái đồ vật nhọn đó, chính là ngọn tháp, cha cần nó, như thế mới có thể tạo thành một cái tháp hoàn chỉnh được. Thì ra là cha muốn chơi trò ghép hình đó hả? Tô Du Du như hiểu ra, sau đó hình như nghĩ đến chuyện gì, mà nói cha, ông cố con cũng có một cái bảo bối, giống như một cái tháp nhỏ không hoàn chỉnh, nhìn thì thấy giống như là tầng thứ tư hay thứ năm gì của cái tháp ấy. Tô Thương không thèm để ý mà khẽ cười nói, tháp nhỏ của cha khá đặc biệt. Chắc chắn không cùng một bộ với tháp của ông cố con đâu. Cũng không chắc nha. Tô Du Du nghiêm túc nói, bảo bối của ông cố con, vô cùng lợi hại, ông ấy cũng nhờ vào vật đó, mới có thể trấn giữ được tám đỉnh núi kia của Cửu Phong, tất cả mọi người đều sợ ông ấy đó. Cha, cha có thể đưa cái tháp nhỏ của cha ra cho con xem một chút được không? Tô Du Du nói tiếp, con nhìn thấy bảo vật của ông cố, đã biết hình dáng của nó, có phải một bộ với của cha hay không? Còn nhìn qua là biết liền. Ha ha, được. Tô Thương biết con gái muốn giúp mình, liền khởi động suy nghĩ, lấy tháp hư không ra ngoài. Có điều, Tô Thương ẩn giấu khí tức của tháp hư không, để tránh gây ra động tĩnh lớn, làm người khác ha em mà muốn. Hoa văn giống nhau mà. Giờ phút này, Tô Du Du nhìn thấy tháp hư không trong tay Tô Thương, chắc chắn nói cha, hoa văn trên tòa tháp nhỏ này của cha. Giống hệt như hoa văn trên cái bảo vật của ông cố con đó. Cái này của cha chỉ có 3 tầng, nhìn từ đường vân này có thể thấy được, bảo vật của ông cố con, nếu không có gì sai sót thì chính là tầng thứ 4. Tô Du Du khẳng định nói. Như thế hả? Tô Thương nhất thời lộ ra một nụ cười, không ngờ hôm nay có thể đạt được ngọn tháp, lại còn biết được vị trí tầng thứ 4 của tháp quả nhiên chuyến đi này rất tốt rồi. Cha, nói cho cha một bí mật. Lúc này, Tô Du Du nhỏ giọng nói, mấy ngày trước, khi Tô Tinh Hà rời khỏi nhà đi, trộm đi bảo vật của ông cố. Bây giờ tầng thứ 4 của tháp nhỏ này, chính là ở trong ba lô của Tô Tinh Hà mang theo bên người đó. Tô Du Du cười quái dị nói, cha, nếu mà cha muốn, thì con có thể giúp cha lấy lại được, Tô Tinh Hà đánh không lại con đâu, con lợi hại lắm đó. Tô Tinh Hà, ba lô, chẳng trách thằng nhóc lại coi trọng cái ba lô này như vậy.
thì ra trong túi có bảo vật hả? Không được. Tìm cơ hội nhất định phải trộm của nó mới được, để bổ sung tầng thứ tư của bảo tháp. Ha ha. Tô Thương đầu tiên là cất đi tháp hư không, sau đó cười nói, Du Du, chuyện này con đừng để ý, con gái trong nhà là phải dịu dàng, chứ loại chuyện cướp đồ thế này, cứ giao cho cha là được. Không đúng, cha dùng từ sai rồi, chuyện giữa cha và con, sao có thể gọi là cướp chứ? Tô Thương vội vàng đổi giọng. Hi hi, lần này Tô Tinh Hà lại phải khóc nhè rồi á. Tô Du Du mỉm cười ngọt ngào nói. Được rồi Du Du, con ở đây chờ cha một lúc, cha đi đến mật các của võ đang có chút việc. Lúc này, Tô Thương cười nói. Dạ. Du Du nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt như hình mặt trăng lưỡi liềm, cười nói, đúng rồi, cha, chờ cha trở về, con sẽ cho cha một ngạc nhiên. Được, cha sẽ nhanh quay lại thôi, để xem con nói ngạc nhiên đó là cái gì. Tô Thương vuốt vuốt tóc của con gái, sau đó dặn dò nói, Ali, cô ở lại bảo vệ Du Du, tôi đi xem thử lão môn chủ để lại thư gì cho tôi. Cậu chủ, võ đang nguy hiểm cực kỳ, anh lại bại lộ thân phận, vì để phòng ngừa bất trắc, tôi nên đi cùng anh thì hơn. Ali đề nghị nói, còn Du Du, nơi này nhiều người như vậy, mà mẹ Thiên Sơn Tuyết cũng ở đây, không có nguy hiểm gì đâu. Vậy cũng được. Tô Thương suy tính một lúc, cảm thấy Ali nói đúng, liền gật đầu. Tô đại thiếu gia, cậu yên tâm đi, ở đây có chúng tôi rồi. Lúc này, Vương Phú Quý đi đến nói. Tô đạo thiếu gia. Trương Mộ Cổ liền đi theo bên cạnh Vương Phú Quý, kích động chân thành nói, không ngờ anh lại là đời sau của Tô Vô Kỵ, tôi từ nhỏ đến lớn, người sùng bái nhất chính là tiền bối Tô Vô Kỵ. Bây giờ lại có hội kết bạn với chắt của tiền bối Tô Vô Kỵ, Tô đại thiếu gia, người bạn này của anh, cứ giao cho tôi. Ha ha, anh Trương Mộ Cổ, trưa nay chúng ta uống rượu với nhau, không say không về nha. Tô Thương cũng rất thích Trương Mộ Cổ. Hơn nữa, vừa rồi tình hình ở phía trên, anh đều nhìn thấy hết, cũng nghe được cuộc nói chuyện của Tây Môn Phong Vân và ông già cường tráng đó. Đối với thân phận của ông già cường tráng kia, Tô Thương từ cuộc nói chuyện đó mới biết, ông ấy là ông nội của Trương Mộ Cổ. Lúc trước, khi Tây Môn Phong Vân định ra tay với mình, Trương Thiên Lôi theo sát phía sau ra mặt ngăn cản. Mặc dù Trương Thiên Lôi cùng với Tây Môn Phong Vân đối địch nhau, không phải vì mình, mà vì người chị gái chết thảm của Trương Mộ Cổ. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, Trương Thiên Lôi cũng đã đứng dậy, ấn tượng của Tô Thương với nhà họ Trương tất nhiên không sai. Hơn nữa, cái con người Trương Mộ Cổ này, nhìn một chút là thấy, rất thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, đáng để kết bạn, vì thế Tô Thương mới vui vẻ đón nhận. Sau khi nói chuyện một lúc, Tô Thương liền dẫn Ali theo chân của Vương Trọng Vân, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tháp lưu ly 9 tầng. Giờ này phút này, Tây Môn Phong Vân đang ngồi vị trí trên cao, đưa mắt nhìn Tô Thương rời đi, ánh mắt lộ ra một vẻ dị dạng khác thường. Ông ta từng là thuộc hạ mà Tô Vô Kỵ tin tưởng nhất, tất nhiên biết đến sự tồn tại của tháp lưu ly. Thậm chí, ông ta còn biết, tháp lưu ly 9 tầng có thể chán áp điểm xấu, từ đó mà có thể vượt qua được những quy tắc thiên đạo. Lúc trước, thời điểm mà Tô Vô Kỵ bị lôi kiếp khi đến cảnh giới Nguyên Anh, đã giữ lại tháp lưu ly 9 tầng, chuyện này Tây Môn Phong Vân cùng biết. Hơn 100 năm trước, Tô Vô Kỵ độ kiếp xong liền mai danh ẩn tích, lâu lắm rồi không xuất hiện nữa. Có người suy đoán Tô Vô Kỵ độ kiếp thất bại, đã chết, nhưng vì không thấy xác nên cũng không chứng minh là thật được. Nhưng Tây Môn Phong Vân biết, Tô Vô Kỵ chắc chắn mãi mãi không thể xuất hiện lại được. Bởi vì, ông ta kết luận Tô Vô Kỵ độ kiếp không thành công, nếu không thì chắc chắn sẽ xuất hiện, có lẽ sẽ đi đến núi Côn Lôn, thu thập đá năng lượng để tu luyện giống như trước. Mà độ kiếp thất bại, lại không giữ lại tháp lưu ly 9 tầng. Nên Tô Vô Kỵ chỉ có hai loại kết cục. Một, là bị trọng thương không chữa được, chết bởi lôi kiếp, thậm chí cơ thể đã bị vỡ thành những mảnh vụn rồi. Hai là, Tô Vô Kỵ độ kiếp thất bại, nhưng vẫn chưa chết, chịu đủ sự quấy nhiễu của những thứ kỳ lạ, cuối cùng bước vào tinh không cổ lộ rời khỏi trái đất. Bất luận như thế nào đi nữa, Tô Vô Kỵ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thêm lần nữa. Vì thế, Tây Môn Phong Vân mới dám cấu kết với bên ngoài. Tiêu diệt nhà họ Tô, chính mình chiếm đoạt núi Côn Luân. Ông chủ Tây Môn. Lúc này, Viên Thông trụ trì ngồi cách đó không xa,
đã nhận thấy được sự bất thường của Tây Môn Phong Vân, chắp tay trước ngực nói, thứ trong tay thí chủ Tô Thương cầm vừa rồi, ông cũng muốn sao? Viên Thông trụ trì, sao ông biết được? Tây Môn Phong Vân không thừa nhận, chỉ khẽ cười nói. A-di-đà Phật. Viên Thông trụ trì miệng tụng kinh Phật nói, người có thất tình lục dục, bần tăng giỏi đoán lòng người, tất nhiên có nhận ra được. Ông chủ Tây Môn, ông chắc là đã loại bỏ hết chân khí, đặt chân vào hệ thống tu chân rồi à? Đột nhiên, Viên Thông trụ trì nói. Những nhân vật lớn xung quanh, lộ ra một vẻ kinh ngạc, tất cả đều mong đợi nhìn sang Tây Môn Phong Vân, muốn nghe Tây Môn Phong Vân trả lời. Viên Thông trụ trì, xin chỉ giáo. Tây Môn Phong Vân hơi nhúc nhích một chút, sau đó giả vờ trấn tĩnh hỏi lại. A-di-đà Phật. Viên Thông trụ trì nói tiếp, bần tăng từng có may mắn, cùng Tô Vô Kỵ ngồi đàm đạo. Ông ấy đối với bần tăng, không hề giấu giếm chút nào, đem bí mật của mình nói hết cho bần tăng nghe. Viên Thông nhìn phía Tây Môn Phong Vân, tiếp tục nói, người tu chân ở trái đất bây giờ cực kỳ khó khăn, một khi đặt chân đến cảnh giới kết đan, thì sẽ phải chịu sự nguyền rủa, cơ thể sinh ra điểm xấu, khổ không thể tả. Nhưng Tô Vô Kỵ có một chí bảo quan trọng, có thể trấn áp điểm xấu, vì thế sau khi ông ấy tấn cấp cảnh giới kết đan, vẫn có thể tiếp tục ở lại trái đất, cũng chính vì vậy mà ông ấy vô địch khắp thiên hạ. Dưới vùng trời đầy sao này, không chỉ có thế lực luyện võ, còn có môn phái tu chân cường đại. Thập đại cổ tộc ẩn khỏi thế giới, chính là môn phái tu chân, đệ tử trong môn, đều là người tu chân. Viên Thông trụ chỉ nói liên tục, Tô Vô Kỵ lúc trước, không chỉ có uy thế với giới luyện võ, mà còn càn quét cả thập đại cổ tộc đó, thể hiện ra phong thái của nhà vô địch, chuyện này toàn dựa vào một bảo tháp nhỏ, ông ấy gọi là tháp lưu ly 9 tầng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tháp nhỏ này, bần tăng từng gặp qua, cũng là vật mà thí chủ Tô Thương vừa cầm trong tay. Viên Thông trụ chỉ lộ ra một nụ cười, suy đoán nói, ông chủ Tây Môn, nếu bần tăng đoán không sai, ông chắc là đặt chân đến trúc cơ đỉnh phong rồi. Nhưng vì kiêng kỵ những điểm xấu, nên mới chậm chạp không đột phá tiếp, vì thế bây giờ ông cực kỳ khát khao có được tháp lưu ly 9 tầng, để trấn áp điểm xấu, từ đó mới ổn định đặt chân đến cảnh giới kết đan, như thế mới có thể vô địch được mãi. Viên Thông trụ chỉ nhìn chăm chú Tây Môn Phong Vân, nói, ông chủ Tây Môn, có phải thế không? Trúc cơ đỉnh phong. Không ngờ Tây Môn Phong Vân, vậy mà đã sớm tiếp xúc với tu chân, chẳng trách vẻ mặt ông ấy không hề già đi. Ông ta là thủ hạ tin tưởng của Tô Vô Kỵ coi ông ta là truyền nhân đời sau của ông ấy, ông ta biết công pháp tu chân, không có gì là lạ. Nếu Tây Môn Phong Vân học được công pháp tu chân, tại sao lại giật dây các tông phái, tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân chứ? Làm chuyện vong ân bội nghĩa như thế, chắc chắn phải chịu tiếng xấu muôn đời rồi. Nhất định là vì chí bảo của Tô Vô Kỵ đó, không nghe Viên Thông trụ trì nói sao, cái tháp lưu ly 9 tầng này, có thể trấn áp điểm xấu, Tây Môn Phong Vân cũng muốn giống như Tô Vô Kỵ, đặt chân kết đan, lại không rời khỏi trái đất, vô địch tại thế gian. Vô độc bất trưởng phu, Tây Môn Phong Vân thật ác độc. Vô độc bất trưởng phu, không có thuốc độc, không có vĩ nhân thành nữ, câu này ý chỉ một người đàn ông thành công thì phải tàn nhẫn. Chấm chấm chấm. Mấy nhân vật lớn đang ngồi, nhất thời bàn luận ầm ĩ, ai nấy đều đối với Tây Môn Phong Vân kính sợ tránh xa. Cho dù là từng hợp tác qua với ông ta, cùng một chỗ càn quét nhà họ Tô ở Côn Luân trước đó, cũng đầy đề phòng đối với Tây Môn Phong Vân. Bởi vì loại người này, lòng lang dạ thú, khó đảm bảo sẽ không vươn tay ra đòi chiếm đoạt ngọn núi nổi tiếng của họ. Ha ha! Tây Môn Phong Vân lại cười khẽ hai tiếng, không giải thích bất kỳ điều gì, sau đó liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Viên Thông trụ trì. Lúc này, Từ Thiện Sư Thái nhìn không được dò hỏi, ông xác định bảo vật mà Tô Thương mới lấy ra lúc nãy, chính là tháp lưu ly 9 tầng hay sao? Viên Thông trụ chỉ gật đầu nói, mặc dù tiểu tháp trong tay thí chủ Tô Thương cầm, chỉ có 3 tầng, nhưng bần tăng có thể xác định, chắc chắn là một bộ phận của tháp lưu ly 9 tầng. Cậu ấy sở dĩ đánh cược với thí chủ Triệu Chỉ Nhược Quý Phái, chắc chắc là vì linh kiện bông sen trên thân kiếm đó. Chấm. Viên Thông trụ chỉ cười nói, cái vật nhỏ đó, nếu tôi đoán không sai thì chính là ngọn của tháp lưu ly 9 tầng. Cảm ơn Viên Thông trụ chỉ giải thích. Từ Thiện Sư Thái đầu tiên là nói lời cảm ơn,
sau đó nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, Tô Thương đáng chết, dám có ý đồ với núi Nga Mi, món nợ này, tôi chắc chắn sẽ tính toán rõ ràng với cậu. Sư Thái, đừng tức giận đối với cơ thể không tốt đâu, sẽ dẫn đến nội tiết tố mất cân bằng, thời gian hành kinh rối loạn, đến lúc đó. Thiên Sơn Tuyết bên cạnh thấy vậy, cười một tiếng an ủi Từ Thiện Sư Thái, có điều, nói tới nói lui lại như nhớ ra được điều gì đó, sửa lại lời nói thành, bà nhìn xem chút nữa thì tôi quên mất, Từ Thiện Sư Thái tuổi đã cao, tất nhiên đã không phải trải qua những điều đó rồi, nội tiết tố mất cân bằng thì cũng không tính là quan trọng gì. Thiên Sơn Tuyết, cô, hừm. Từ Thiện Sư Thái không kiềm được, bà ta biết nói không lại với Thiên Sơn Tuyết, liền rời ánh mắt đi nơi khác. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, Tô Thương đi theo Vương Trọng Vân, đến đỉnh núi Võ Đang. Nơi này có một cái lầu các, chính là Võ Đang Mật Các, là nơi cao nhất của núi Võ Đang. Hai người đi vào, Vương Trọng Vân rất nhanh đã đưa cho Tô Thương một bức thư, trịnh trọng nói, Tô thiếu gia, bức thư này, tôi đã giữ mấy chục năm rồi, sư tổ đã thông báo, chỉ có đời sau của nhà họ Tô mới có thể đọc được, tôi đi ra ngoài trước đây. Dựa theo quy củ, trước khi đọc thư, anh nên đi thắp hương tắm rửa, thanh tịnh 7 ngày, xem như đang tôn trọng bề trên. Vương Trọng Vân nói bổ sung, có điều, Tô thiếu gia là khách từ xa đến, hơn nữa đại hội võ thuật đang diễn ra, những quy tắc này có thể miễn, tôi không làm phiền Tô thiếu gia nữa. Sau khi nói xong, Vương Trọng Vân liền lui ra khỏi mật các. Bây giờ, bên trong mật các chỉ còn một mình Tô Thương, tay anh cầm bức thư có chút hơi ngả vàng, trong lòng tràn đầy kích động và hiếu kỳ. Một lão đạo sĩ có thể tiên tri được, kéo dài cả mười mấy năm, để lại thư cho mình, nội dung bên trong chắc chắn có ích với mình rồi. Thế là, Tô Thương giấu hưng phấn trong lòng lại, mà dùng tình cảm trang trọng, chậm rãi bóc thư ra. Nhưng sau khi nhìn thấy nội dung trong thư, anh lập tức trợn tròn mắt, tâm trạng nhanh chóng muốn sụp đổ. Nội dung bức thư. Xin chào, tôi là người suy đoán không bao giờ sai, Vương Dương Minh đây, thật ra tôi vẫn chưa chết. Bây giờ đang cần gấp một khoản tiền để thoát khổ, chỉ cần cậu chuyển 5.000 vạn vào thẻ của tôi, chờ tôi đợi thời trở lại, chắc chắn cho cậu một đời vinh hoa. Phía dưới là số thẻ của tôi và nick WeChat, sau khi chuyển xong xuôi, cậu add WeChat của tôi, chúng ta liên lạc với nhau. 5.000 vạn. Đợi thời trở lại. Một đời vinh hoa. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Sắc mặt của Tô Thương đột nhiên tối sầm lại. Khóe miệng cũng chịu không được mà giật lên một chút. Con mẹ nó chứ. Thứ quái quỷ gì thế này, còn nói là Võ Đang Vương Dương Minh, lão đây thật sự cho ông hai cục giấy tai đó. Bây giờ là thời đại nào rồi, ý thức chống lừa đảo của cả nước rất mạnh, ai ai cũng tải ứng dụng chống lừa đảo quốc gia, lừa đảo rác rưởi như vậy thì lừa được ai chứ? Võ Đang Vương Dương Minh, sao ông không nói ông là Tần Thủy Hoàng? Sau khi thống nhất thiên hạ thì chia cho tôi một nửa giang sơn chứ. Ông nội nó chứ, thẻ ngân hàng, số WeChat, con mẹ nó không phải Võ Đang bị thiếu tiền, vì thế môn chủ Vương Trọng Vân cố ý sắp đặt cho mình một cái bẫy, muốn lừa tiền mình chứ. Tô Thương nhịn không được mà chửi thề, chửi giống như là đã chịu đựng mấy chục năm tẩy lễ vậy đó. Còn nữa, dù gì thì Võ Đang cũng là thế lực đỉnh phong trong giới luyện võ, vừa rồi bên ngoài. Tây Môn Phong Vân đối với Vương Trọng Vân cũng có chút kiêng kỵ. Chỉ cần Võ Đang nói một câu, bao nhiêu tiền mà không lấy được chứ, tất nhiên sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém này để lừa tiền rồi. Nói như thế, nội dung trong bức thư này là thật, lão môn chủ kia từng suy diễn được, người tên Dương Vương Minh, bây giờ đang gặp phiền phức, cần 5.000 vạn để thoát khổ hay sao? Thú vị lắm! Lão môn chủ Vương Dương Minh, có thể không cần đoán cũng biết. Vài thập niên trước dự tính được, giờ này ngày này bản thân gặp cảnh khốn khó, vì thế để lại bức thư này, để người khác chuyển khoản cho ông ta. Tô Thương trong mắt lộ ra nghi ngờ cực kỳ, tự lẩm bẩm thế nhưng, vì sao ông ta lại để lại thư cho mình, nếu như quả thật rất cần tiền, thì để Vương Trọng Vân mở thư ra không phải càng tốt sao? Thú vị lắm, chuyện này thú vị lắm, mình ngược lại muốn xem, ông ta muốn nói chuyện gì với mình trên WeChat. Nghĩ đến đây, Tô Thương nhẹ nhàng cười cười, sau đó liền lấy điện thoại di động từ trong vòng tay lưu trữ ra. Ngay sau đó, Tô Thương dựa theo dãy số phía trên, tìm ra nick WeChat của Vương Dương Minh. Con mẹ nó,
đẹp trai sáng ngời như vàng 24K. Tên Nick có chút không chính chủ nha, đây chẳng phải là một thiếu niên xã hội đúng nghĩa hay sao chứ? Tô Thương thực sự bó tay, mặt tối sạm lại mà chửi thề nói, còn nữa, đại sư à, ông là một đạo sĩ, sử dụng một bức ảnh người đẹp gợi cảm như thế này làm ảnh đại diện, đẹp thì có đẹp nha, nhưng mà, có phải là quá không hợp chút nào không vậy hả? Sau một hồi chửi thề xong, Tô Thương bấm thêm bạn bè, đồng thời cố ý không ghi chú thân phận của mình. Đối phương không phải có thể suy đoán thiên cơ à, để ông ta đoán đi thôi, vừa hay thử nghiệm một chút cái ông Vương Dương Minh này. Sau khi chờ 2 phút đồng hồ, Tô Thương nhận được thông báo, đối phương từ chối đồng ý kết bạn, lý do là Tô thiếu gia, gửi tiền trước đi. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Mẹ nó. Tô Thương trách thầm, tức giận đến mức thiếu chút nổi trận lôi đình rồi, nhưng vẫn quyết làm theo lời Vương Dương Minh nói. Có điều trong thẻ anh lại không có nhiều tiền như vậy rồi, thế là bấm số điện thoại Trương Trọng Ngu, gửi số tài khoản của Vương Dương Minh cho Trương Trọng Ngu. Đối với mệnh lệnh của Tô Thương, Trương Trọng Ngu tất nhiên không dám làm trái, vội vàng sắp xếp cho người của Dược Phương Điện, đem 5.000 vạn gửi vào số tài khoản của Vương Dương Minh. Sau khi làm xong mọi chuyện, Trương Trọng Ngu gửi cho Tô Thương một tin nhắn, nói cho Tô Thương đã làm xong. Tô Thương sau khi trả lời đơn giản Trương Trọng Ngu, liền thêm bạn bè lần nữa với Vương Dương Minh. Lần này, cuối cùng lời mời kết bạn cũng được chấp nhận. Sau đó, Vương Dương Minh liền gửi đến một đoạn tin tức, Tô thiếu gia, cảm ơn 5.000 vạn của cậu, bần đạo ghi nhớ trong lòng. Tô Thương thấy vậy, trả lời, đẹp trai sáng ngời như vàng 24K. Ông thật sự là Vương Dương Minh sao? Vương Dương Minh, không sai, chính là bần đạo. Tô Thương, một đạo sĩ như ông, theo lý thuyết không phải nên đặt tên là cái gì mà đạo pháp, thiên nhiên các kiểu hay sao, dù là hoa khai phú quý cũng hiểu được cái nick đẹp trai sáng ngời như vàng 24K này của ông, có mấy ý chứ? Vương Dương Minh, có một nghĩa ngay chính cái tên của nó đó, bần đạo thật sự là vô cùng đẹp trai, vẻ đẹp tuyệt vời thế này mà, xét về nhan sắc thì cho tới bây giờ không thua ai nha. Tô Thương, con mẹ nó chứ? Vốn dĩ. Tô Thương suy nghĩ, lão môn chủ võ đang, dù thế nào đi nữa cũng phải là lão đạo sĩ nghiêm túc. Nhưng anh lại tuyệt đối không thể ngờ được, cái tên Vương Dương Minh này, thế mà vô liêm sỉ như vậy. Chỉ sợ Tô Thương có lấy ra tháp hư không cùng với chìa khóa của Đông Phủ, dùng toàn lực nhất kích, cũng không thể làm ra mặt Vương Dương Minh bị thương được, bởi vì thật sự là quá dày rồi. Tinh tinh tinh, ngay lúc Tô Thương đang không biết nói gì. Vương Dương Minh bỗng nhiên gọi điện tới. Tô Thương dừng một chút, sau đó lựa chọn bấm nút nghe. Tô thiếu gia, một lần nữa xin cảm ơn 5.000 vạn của cậu, bần đạo nhận được rồi. Vừa kết nối, trong điện thoại di động liền truyền đến tiếng của một thanh niên trẻ tuổi, bần đạo biết, liên quan đến ông cố Tô Vô Kỵ của cậu, trong lòng cậu tràn đầy nghi ngờ. Có điều trong điện thoại nói chuyện không tiện, đợi bần đạo thoát khỏi cái khổ này đã, chắc chắn sẽ đến tìm cậu. Giải thích rõ cho cậu. Vương Dương Minh nói. Ha ha, không ngờ giọng của lão môn chủ lại trẻ như vậy. Tô Thương khẽ cười nói. Đó là tất nhiên rồi, bần đạo cũng chỉ có hơn 500 tuổi mà thôi, so với Tô thiếu gia, còn không bằng em bé nữa. Vương Dương Minh nói ngắn gọn nhưng có ý đồ. Hừm, Tô Thương nhíu mày nói, lai lịch của tôi, ông đã biết rồi sao? Tô thiếu gia, đừng tức giận. Tất cả của tất cả những thứ trên đời này, các loại nguyên nhân hậu quả gì đó, bần đạo đều cực kỳ rõ ràng. Vương Dương Minh nhẹ khẽ cười nói, cậu đến từ ngoại vực, vốn là nhân vật lớn thủ đoạn phi thường. Nhưng mà, Tô thiếu gia, có một số chuyện có lẽ cậu không biết, thật ra cậu vốn là người ở trái đất. Vương Dương Minh nghiêm túc nói. Nói bậy. Tô Thương phản bác, nếu ông có thể đoán trước được thiên cơ, cũng xem được tôi đến từ ngoại vực. Tất nhiên biết tôi không phải là Tô Thương, chỉ là sống nhờ vào cỗ thi thể này mà thôi. Không phải vậy. Vương Dương Minh lắc đầu phủ định nói, Tô thiếu gia, cậu chính là Tô Thương cũng là cậu, bất kể là trước đó hay là hiện tại, Tô Thương vẫn mãi luôn là Tô Thương. Có ý gì chứ? Tô Thương nhíu mày nói. Tô thiếu gia. Vương Dương Minh dừng lại một nói, sau đó hỏi, liên quan đến những chiến sĩ luyện khí thời tiền Tần mất tích. Cùng với những thứ kỳ lạ ở trái đất, cậu cũng đã biết rồi chứ? Có nghe qua.
Tô Thương trả lời nói, vài ngàn năm trước, mấy vị tiên đế ngoại vực liên thủ lại với nhau, thay đổi quy tắc thiên đạo, để người tu chân ở trái đất sinh ra những thứ kỳ lạ, ép những chiến sĩ luyện khí thời tiền tần, đi vào tinh không cổ lộ, rời khỏi trái đất. Sau đó lại có tiên đế ngoại vực, lấy thời không chi môn, từng bước đón những đại tu sĩ rời khỏi trái đất, đến tận bây giờ, người tu chân ở trái đất yếu ớt, mới sinh ra hệ thống cổ võ. Tô Thương nói rõ ràng ra. Đúng vậy. Vương Dương Minh gật đầu, sau đó nói, nhưng có một việc, bây giờ chắc chắn cậu không biết. Khoảng hơn 100 năm trước, Tô Vô Kỵ vì sao mà không giữ lại tháp hư không, mà chỉ dựa vào thực lực của bản thân để gánh chịu sự chèn ép của những thứ kỳ lạ, cưỡng ép thử nghiệm mình tiến vào cảnh giới Nguyên Anh. Tô Thương nói, ông cố tôi tin tưởng chắc chắn con người nhất định thắng trời, ông ấy muốn tranh với trời, vì thế mới khiêu chiến thiên đạo, đi sang lôi kiếp Nguyên Anh. Có cái dám, Tô Vô Kỵ chính xác là ý chí kiên định, nhưng ông ta không phải là tên ngu ngốc, nếu như không phải có nguyên nhân đặc thù, sao mà ông ấy lại mạo hiểm như vậy được chứ? Vương Dương Minh phủ định nói. Hửm, nguyên nhân đặc biệt gì? Tô Thương nghĩ mãi không ra. Đơn giản thôi, bởi vì có người để Tô Vô Kỵ làm như thế. Ai? Tô Thương hỏi. Người đó chính là... Vương Dương Minh sau khi dừng lại vài giây, liền nói ra những lời cực kỳ chấn động, chính là Tô Thiếu gia cậu đó. Vù! Nghe nói như thế, Tô Thương đột nhiên như bị sét đánh, ánh mắt lộ ra nghi ngờ sâu sắc. Lão môn chủ, ông đang nói đùa đó à? Tô Thương nhíu mày nói, tôi mới đến trái đất mới 1-2 tháng nay thôi, sao tôi lại để ông cố đi độ kiếp chứ? Không, không, không. Vương Dương Minh khẽ cười nói, Tô Thiếu gia, hơn 100 năm trước, cậu đã đến trái đất rồi, khi đó, cậu vẫn là tiên đế tối cao, không thua gì tam đại tiên đế ngoại vực. Lời bần đạo đã nói ra, thì chắc chắn là thật, năm đó, là cậu để Tô Vô Kỵ mạo hiểm độ kiếp, chuyện này không phải giả. Vương Dương Minh nói nghiêm túc. Hơn 100 năm trước, tôi đã đến trái đất sao? Tô Thương nhíu mày sâu hơn, nghi ngờ nói, coi như ông nói thật, thế vì sao tôi lại làm như thế? Cái này hả? Vương Dương Minh úp mở nói, bây giờ nói chuyện không tiện, cậu chờ bần đạo mấy ngày, tôi sẽ nói rõ chuyện 100 năm trước cho cậu. Được. Tô Thương gật đầu trả lời, sau đó lạnh lùng nói, nếu ông nói không rõ ràng tất cả những lý do đó, đừng trách tôi không khách khí. Vương Dương Minh chỉ nói một nửa sau đó im lặng không nói nữa, nội dung cuộc nói chuyện như vậy khiến Tô Thương rất bất mãn nên giọng nói càng lạnh lùng hơn. Ha ha, Tô Thiếu gia, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng mà. Vương Dương Minh cười nói. Tốt nhất là như thế. Tô Thương sắc mặt khó coi uy hiếp, sau đó dò hỏi, ông nói cho tôi biết, bây giờ ông cố Tô Vô Kỵ của tôi còn sống hay đã chết? Ông ấy còn sống. Vương Dương Minh không giấu giếm mà nói, Tô Vô Kỵ khiến người khác rất khâm phục nha, ông ta đi lên con đường tối cao, cho dù là cậu lúc trước, cũng khen không ngớt lời, cực kỳ bội phục. Còn về nơi ở của Tô Vô Kỵ, hết sức kỳ lạ, tôi đoán không ra, nhưng ông ấy chắc chắn còn ở trái đất. Vương Dương Minh đầu tiên là trả lời, sau đó nói, Tô Thiếu gia, tôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi giặt quần áo lót cho mẹ vợ đây. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tô Thương đột nhiên sững sờ, đây không phải đang nói chuyện quan trọng hay sao, sao đột nhiên đi giặt quần áo lót rồi, mà lại còn giặt cho mẹ vợ nữa chứ? Ai ya, bần đạo số khổ mà, Tô Thiếu gia, cậu có chỗ không biết rồi, bây giờ, bần đạo không bằng một con chó, ở rể trong nhà người khác, cả ngày bị người khác chửi tới quát lui, ăn cơm cũng không được ngồi trên bàn, phải ngồi chồm hổm dưới đất mà bưng bát cơm ăn đây này. Không đợi Tô Thương mở miệng, Vương Dương Minh liền thổ lộ ra những nỗi khổ thầm kín của mình, tủi thân nói, vợ thì cứ động một tí lại đánh tôi một bàn tay, mẹ vợ không hài lòng cũng quất ngay vào miệng, bà nội vợ nhìn tôi cũng không vừa mắt, thường xuyên đánh đập tôi, khiến cho miệng tôi bị đánh đến méo đây rồi. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tô Thương dừng một chút, không tin được mà nói, lão môn chủ, ông đang đùa tôi đó hả? Đừng kêu lão môn chủ nữa. Bây giờ tôi cũng chỉ một thanh niên hơn 20 tuổi mà thôi, anh em chúng ta ngang hàng mà. Vương Dương Minh cười khổ nói, tôi thật sự khổ quá, nhưng không có bán cái khổ này cho cậu đâu. Chuyện này không thể nào. Tô Thương chắc chắn không tin, ông có thể sống lâu như thế, lại hiểu suy đoán thiên cơ,
sau lại chán nản đến mức qua nhà người khác ở rể, con mẹ nó, ông làm rễ nhà ai, không phải là do đối phương có lai lịch rất tốt đó chứ. Vô Tích Sự, chỉ là một gia tộc nhỏ với tài sản khoảng 100 triệu mà thôi, người mạnh nhất trong nhà cũng chỉ là cảnh giới hóa kình, căn bản không đáng nhắc đến. Vương Dương Minh trả lời lại. Y dài. Tô Thương nghi ngờ nói, vậy vì sao ông lại ở rể chứ, bị tẩy não rồi hả? Ai ya, chuyện này nói ra dài dòng lắm. Vương Dương Minh thở dài một hơi nói, năm đó sau khi tôi để lại bức thư, liền rời khỏi võ đang, sau đó đi ngao du khắp nơi, thoải mái biết bao. Mấy năm sau, tôi đi đến thành phố An Tây, du lịch khắp chốn, trải nghiệm cuộc sống thành phố. Ở nơi đó, tôi kết bạn với một người họ Tiêu, mặc dù đối phương là người bình thường, nhưng mà thư pháp thì cực kỳ tuyệt vời, tôi với ông ấy lấy sách kết bạn. Hai bên qua lại rất thân thiết với nhau. Vương Dương Minh nhớ lại, chơi với nhau cũng hơn 20 năm, ông ấy tuổi già sức yếu, mà tôi thì vẫn luôn giữ hình dạng như năm, 60 tuổi. Ông Ất rất ngạc nhiên, liền hỏi thăm lý do của tôi tất nhiên không giấu giếm, lấy thân phận của mình nói cho ông ấy, đồng thời đứng tại chỗ khôi phục lại hình dáng của thanh niên. Vương Dương Minh nói tiếp, khi đó, tôi đã đặt chân đến trúc cơ đỉnh phong, cơ thể có thể cải lão hoàn đồng. Chỉ có điều tôi không quen với dáng vẻ thanh niên đó, nên vẫn luôn không biến đổi, vì để ông ấy tin tưởng nên mới biến thành hình dạng thanh niên một chút mà thôi. Người bạn đó của tôi hết sức ngạc nhiên, khi biết tôi có thể xem được số mạng, liền hỏi tôi tính toán ông ấy có thể sống được bao lâu. Vương Dương Minh nói tiếp, ông ấy chỉ là người bình thường, tính cũng khá dễ, tôi liếc mắt là nhìn ra được ông ấy còn sống được 3 năm nữa. Nhưng ông ấy không tin. Nhất định phải đánh cược cùng tôi, nói nếu như mình sống không được 3 năm thì coi như tôi thua, nếu tôi thua thì phải đáp ứng một điều kiện của ông ấy, chính là ở rể nhà họ Tiêu, cưới chắt gái của ông ấy, ít nhất cũng phải ở nhà họ Tiêu đủ 5 năm. Nói đến đây, Vương Dương Minh thở dài một hơi thật sâu. Kết quả, ông thua hả? Tô Thương dò hỏi. Đúng. Vương Dương Minh gật đầu, giọng điệu phức tạp nói, tôi thua, thua triệt để thua. Sao ông lại thua được, chẳng lẽ một người bình thường mà ông cũng tính sai hay sao? Tô Thương mặt mũi đầy khó hiểu. Nếu bình thường mà nói, tôi không tính sai, nhưng hoàn toàn không ngờ được, sau khi tôi đồng ý đánh cược với người bạn đó, ngày thứ hai ông ấy liền tự sát luôn. Vương Dương Minh cười khổ nói, vì để cho tôi chăm sóc nhà họ Tiêu, ràng buộc tôi với nhà họ Tiêu, nên ông ấy lựa chọn tự tử, muốn dùng cái này trói buộc tôi và nhà họ Tiêu cùng một chỗ. Nhưng ông ấy không biết, từ trước đến nay tôi tính toán không chút sai sót, đây là do tôi có lòng tin với mình, một khi phạm sai lầm thì chính mình sẽ niêm phong thực lực của mình, trở thành người bình thường, trừ khi tháo gỡ được khúc mắc thì tôi mới trở lại đỉnh phong. Vương Dương Minh giận dữ lần nữa mà nói, chỉ cần tôi hoàn thành nguyện vọng của bạn cũ, thì coi như có thể giải quyết xong khúc mắc của chính mình, Vương Dương Minh tính toán không chút sai lầm, sẽ xuất hiện lại lần nữa trong thiên hạ. Bây giờ 5 năm ước hẹn đó, chỉ còn có 2 ngày, Tô thiếu gia, chờ tôi 2 ngày, 2 ngày sau bần đạo sẽ thoát khổ, đến lúc đó sẽ đi tìm cậu. Nói xong lời cuối cùng, Vương Dương Minh dặn dò, đúng rồi, Tô thiếu gia, nhất định phải giữ bí mật giúp tôi, chuyện tôi phải ở rể còn bị sỉ nhục, trừ cậu ra thì không ai biết đâu, chuyện này quả thật rất mất mặt, nhất định phải giữ bí mật nhé. Tô Thương gật gật đầu, sau đó cười nói, yên tâm đi. Chỉ cần ông giúp tôi tháo gỡ những nghi ngờ đó, tôi tất nhiên sẽ không nói lung tung, nếu không thì không nói trước được gì đâu nha. Con mẹ nó, Tô thiếu gia, cậu uy hiếp tôi hả, sao cậu không có tí chính trực nào hết vậy? Vương Dương Minh nhìn không được mà chửi thề, có điều cũng chỉ là thuận miệng nói ra thôi, sau đó nói tiếp, Tô thiếu gia, không nói chuyện nữa, tôi phải đi giặt quần áo lót rồi. Suýt nữa thì quên, còn có một chuyện nữa. Tôi ở bên trong mật các của võ đang, chuẩn bị cho cậu một món quà, cậu ấn vào góc tây nam mở chốt nhé. Tô thiếu gia, hy vọng cậu có thể thuận lợi cầm được món quà, ha ha, khi khác nói chuyện tiếp nhé. Sau khi nói xong, Vương Dương Minh liền tắt máy. Món quà. Sau khi nói chuyện xong, Tô Thương cực kỳ hứng thú, nhanh chân đi đến góc tây nam, sau khi tìm một lát thì quả nhiên thấy được một cái nút đen tuyền. Anh không chút do dự. Giấu kích động trong lòng mà trực tiếp đè xuống. Nhưng ai ngờ, sau một giây, liền có một lực lượng kinh khủng xuất hiện,
khiến người khác sợ hãi, nhanh chóng bao phủ mật các, giống như muốn niêm phong mật các. Không được rồi. Tô Thương sắc mặt thay đổi lớn, định thi triển chỉ xích thiên nhai chạy đi, kết quả lại phát hiện, dưới lực lượng này thì mình không có cách nào mà điều động linh khí trong cơ thể được. Thi triển chỉ xích thiên nhai, là phải cần có linh khí, nhưng bây giờ Tô Thương lại không có cách gì để có thể điều động được một sợi linh khí nào. Mẹ nó chứ, Vương Dương Minh, vậy mà dám lừa mình. Tô Thương trong lòng căng thẳng, sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn thấy bức màn ánh sáng được tạo bởi nguồn năng lượng đáng sợ sắp hoàn toàn bao trùm không gian của mật các, mà Tô Thương lại chỉ có thể ngồi yên. Cậu chủ! Chính ngay lúc này, Ali ngay trước khi bức màn ánh sáng đó còn chưa khép kín lại thì trong nháy mắt nhảy vọt vào mật các, xuất hiện ngay trước mặt Tô Thương, muốn mang Tô Thương đi. Nhưng đáng tiếc, lúc cô ấy tiến vào, bức màn ánh sáng đó đã khép kín lại rồi, bao phủ hoàn toàn cả căn mật các. Cậu chủ đừng sợ, tôi đánh vỡ bức màn ánh sáng này, đem cậu xông ra ngoài. Ali khẽ híp mắt lại, ngay lập tức đánh ra một luồng năng lượng linh khí khổng lồ. Một luồng sức mạnh khổng lồ đánh thẳng vào bức màn ánh sáng, tạo ra một tiếng vang cực lớn, thế nhưng bức màn ánh sáng đó lại không hề có chút suy chuyển nào. Ali không chịu thua, ngược lại còn trở nên phấn chấn, lập tức bay lên dùng thân mình tông vào bức màn ánh sáng. Nhưng mà, cô ấy như tông vào một bức tượng vải vậy, trong chốc lát cơ thể liền bị văng trở lại, còn bức màn ánh sáng ngay cả một vết nứt cũng chưa từng xuất hiện. Đáng chết mà! Ali tức giận, hai mắt đỏ ngầu lên, toàn thân bị ánh sáng trắng bàng bạc bao phủ. Khi ánh sáng trắng đó tản đi hết, Ali đã biến trở về với hình dạng gốc của mình. Một con cửu vĩ hồ trắng muốt, xuất hiện ngay trong mật các. Đây chính là trạng thái mạnh nhất của Ali. Tiếp theo đó, Ali không hề do dự, nhảy vọt lên bức màn ánh sáng, nhưng kết quả vẫn y như cũ, hoàn toàn uổng công vô ích. Bịch! Cơ thể Ali rơi thẳng xuống mặt đất, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Ali, cô không sao chứ? Lúc này, Tô Thương bước lên trước, ôm cửu vĩ hồ vào lòng, ân cần hỏi thăm. Tôi không sao. Ali lắc lắc đầu, tự trách nói, xin lỗi cậu chủ, Ali vô dụng, vẫn không phá vỡ được bức màn. Đồ ngốc, sao trách cô được chứ? Tô Thương dịu dàng lau đi vết máu nơi khóe miệng Ali, khẽ cười nói, được rồi, cô nghỉ ngơi chút đi nhé, cứ để tôi xử lý. Ali ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại trở về hình dạng con người, đứng bên cạnh Tô Thương. Lúc này, Tô Thương phóng ra thần thức của tiên đế, đi quan sát chung quanh bốn phía của bức màn, anh nghiêm mặt nói, nếu như mình không nhìn lầm thì có người đã bố trí một trận pháp rất lớn ở ngay trong mật các này, nhìn mức độ kiên cố của bức màn ánh sáng, e là tu sĩ thời kỳ kết đan, còn chưa chắc đã phá vỡ được nó. Nếu đã như vậy, thì tháp hư không và chìa khóa đông phủ cũng không cần thử nữa, dựa vào thực lực hiện nay của mình, e là có dùng đến hai vật chí bảo này cũng không thể phá vỡ được trận pháp này. Tô Thương nghiêm túc phân tích nói, nhưng, nếu như có thể tìm được mắt trận thì có thể khống chế được trận pháp này rồi, đến lúc đó đương nhiên có thể đi lại tự do rồi. Ha ha, trùng hợp ghê, đời trước mình tinh thông trận pháp, các loại trận pháp đều nằm trong đầu của mình, khống chế trận pháp này đối với mình mà nói, không phải việc gì khó, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Tô Thương trước thì mỉm cười, nhưng sau đó lại cau mày nói, chỉ là, Vương Dương Minh là có ý gì đây? Tại sao lại đặt bẫy mình? Tô Thương mặt tràn đầy nghi hoặc, lập tức ngắm nhìn bốn phía lần nữa, tỉ mỉ quan sát trận pháp này. Trận pháp ở trong mật các, quả thực siêu đẳng, trình độ phức tạp của nó dù là ở huyền thiên tiên vực cũng thuộc dạng đỉnh phong rồi. Một khi trận pháp được khởi động, thì coi như nó tự tạo ra một không gian riêng biệt, người ở trong trận pháp không có cách nào liên hệ được với tất cả mọi thứ ở bên ngoài. Cứ coi như đập phá đi mật các thì ở bên ngoài cũng không có cách gì phát hiện ra được. Đương nhiên, người ở bên ngoài cũng không có cách gì biết được tình hình ở bên trong mật các, động tĩnh lớn cỡ nào, cũng không làm kinh động được thế giới ở bên ngoài. Điều quan trọng nhất là, sau khi trận pháp được khởi động thì người ở bên trong trận pháp, tất cả các linh khí trong cơ thể của họ đều bị khóa lại ở đan điền, trong nháy mắt liền biến thành người bình thường. Ali chính là cao thủ cảnh giới trúc cơ đỉnh phong cũng chỉ gắng gượng đánh ra được một luồng chân khí, sau đó thì cũng không điều động được nữa. Tỏa linh trận. Tô Thương nhận ra trận pháp này,
khẽ nhíu mày nói, trận pháp này, không phải là của một đại sư trận pháp của Huyền Thiên Tiên vực sáng tạo ra sao, ở trái đất sao lại có người hiểu tỏa linh trận này hử? Không đúng, đây không đơn giản là tỏa linh trận nha. Đột nhiên, Tô Thương lại phát hiện ra một thứ khác, hai mắt lập tức sáng lên, lần nữa nhìn chăm chú bốn phía, cuối cùng cũng có được kết luận, trên mặt anh lộ ra một tia kinh ngạc. Tỏa linh trận, minh hỏa trận, nhược thủy trận, thổ sơn trận, kim thương trận, mộc diệp trận. Đây vậy mà lại là ngũ hành liên hoàn trận. Tô Thương vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói, lấy tỏa linh trận làm chủ, lấy cả võ đăng này làm căn cơ, bày ra ngũ hành liên hoàn trận. Nếu như khống chế được trận pháp này thì cũng coi như khống chế được toàn bộ võ đăng, bên trong võ đăng, khởi động trận pháp, kim mộc thủy hỏa thổ, sức mạnh của ngũ hành cùng tuôn ra, thì các cảnh giới dưới nguyên anh, muốn giết ai thì giết, sự sống chết của tất cả mọi người ở trong võ đăng chỉ trong một ý nghĩ mà thôi. Cái này phải dùng biết bao nhiêu đá năng lượng chứ, người bày trận, rốt cuộc là ai, mà bạo tay quá. Tô Thương mặt tràn đầy kinh hãi, tuyệt đối không ngờ tới. Ở trái đất vậy mà lại có một trận pháp liên hoàn khổng lồ như vậy. Cái này cũng không chỉ là cần đến linh khí khổng lồ, mà còn cần đến tay nghề của người tạo ra trận pháp cũng phải đạt đến một trình độ cao nhất định mới được. Cứ coi như ở Huyền Thiên Tiên vực đi, thì có thể bày ra ngũ hành liên hoàn trận đã ít thì càng ít hơn, huống chi còn dung nhập nó vào tỏa linh trận nữa, bởi thế lại càng gia tăng sức mạnh cho nhau. Không phải là đại sư trận pháp thì tuyệt đối không thể bày ra được. Vương Dương Minh nhìn được lai lịch của mình, vừa rồi cũng đã nói, ông ấy biết mình từng là tiên đế ngoại vực, ắt hẳn cũng biết trình độ tạo trận pháp của mình, mấy trận pháp này, căn bản không nhốt mình được, chỉ cần cho mình thời gian, mình nhất định có thể đổi ngược được tình thế, trở thành người khống chế tỏa linh trận và ngũ hành liên hoàn trận. Tô Thương suy đoán, lúc trước ông ấy nói, muốn tặng mình một món quà, lẽ nào liên hoàn trận này chính món quà từ trong miệng ông ta nói sao? Không quan tâm ông ấy nữa, đồ đưa đến tận cửa chính là đồ tốt, không cần bỏ phí, nếu như mình khống chế được trận pháp rồi, thì cũng coi như đã khống chế được võ đăng. Tô Thương khẽ nhếch mép lên cười, đến lúc đó, mấy lão già cổ lỗ sĩ bên ngoài sẽ là cừu non bị làm thịt trước mặt mình, chỉ cần kích hoạt trận pháp, thì mình sẽ là thần của võ đăng. Tỏa linh trận cộng thêm ngũ hành liên hoàn trận, không khác gì càng thêm siêu mạnh, Tô Thương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tỏa linh trận cũng chẳng có gì để nói, chỉ là ngũ hành liên hoàn trận thì có chút phiền phức, chỉ sợ không mất hơn 20 tiếng thì không có cách gì khống chế nó. Tô Thương khẽ cười nói, ở vòng đầu tiên, mình đã đem cơ hội tấn cấp tặng cho Triệu Chỉ Nhược rồi, ngày mai là vòng thi đấu cho vé vớt, thời gian chắc là vẫn kịp. Ali, tôi đã tìm ra cách để ra khỏi trận pháp rồi, nhưng cần chút thời gian, trong thời gian này thì đừng làm phiền tôi nhé. Để lại câu nói. Tô Thương liền ngồi khoanh chân lại, hai mắt khép hờ, bắt đầu dùng thần thức hóa giải trận pháp. Ali đứng yên bên cạnh, lặng lẽ bảo vệ Tô Thương. Cùng lúc đó, ở đại hội võ thuật, ở vòng thứ hai, chính là ở bảng thứ hai, bảng thứ sáu, cùng với 10 bảng khác. Tô Thương ở bảng thứ sáu, cuộc thi đã kết thúc rồi, Triệu Chỉ Nhược đã chiến thắng, thành công vượt qua vòng một. Còn ở bảng hai, người tham gia mạnh nhất chính là Tây Môn Long Ngâm của gia tộc Tây Môn. Ở bảng 6 cũng có một cao thủ đỉnh phong, một vị hòa thượng trẻ tuổi, cũng chính là Phật tự kiệt xuất của núi Bồ Đề, Vô Cơ. Sau khi đánh nhau một lượt thì bảng thứ 6 tính luôn Phật tử Vô Cơ thì cũng chỉ còn lại 3 người. Hai người kia bốn mắt nhìn nhau, đều lộ ra một nụ cười khổ, cuối cùng cả hai cùng nhận thua. Phật tử Vô Cơ, không đánh cũng thắng. Đáng nhắc tới chính là cách ăn mặc của Vô Cơ đã có sự thay đổi vô cùng lớn. 3 năm này, anh ta vì Lan Diệu Y mà hoàn tục nhập thế, mỗi ngày đều mặc một bộ đồ da màu đen. Nhưng bây giờ, anh ta lại mặc lại bộ áo cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, giống như cao tăng đắc đạo vậy, vô cùng thần thánh. Đến lúc này, vòng thứ hai của trận đấu liền kết thúc. Tổng cộng có 12 bảng đấu, thì đã có 6 bảng đấu thi tài với nhau. Những người tấn cấp theo thứ tự như sau: bảng thứ nhất là Võ Đăng Vương Giã, bảng thứ hai là Tây Môn Long Ngâm, bảng thứ năm là Vương Phú Quý, bảng thứ sáu là Nga Mi Triệu Chỉ Nhược, bảng thứ chín là Thái Sơn Thạch Cửu Thiên, bảng thứ 10 là Phật tử Vô Cơ. Tiếp theo đó là đến bảng đấu thứ ba, thứ bảy,
thứ 11 bắt đầu thi tài. Không lâu sau, những người tham gia thi đấu của ba bảng này đều đã tập trung lên các lôi đài của mình. Bảng thứ 3 là tình huống gì vậy? Sao lại có một cô bé 4 tuổi lên nữa vậy? Đứa bé này dễ thương quá, xinh đẹp đáng yêu, chắc chắn là chạy chơi bậy bạ lên lôi đài rồi, người nhà cô bé đâu chứ, cũng không thèm trông nom gì cả vậy. Hừ, đây không phải là con gái Minh Chủ Cửu Sơn, Tô Du Du sao? Cái gì, con gái của Thiên Sơn Tuyết, đợi đã, lúc trước Thiên Sơn Tuyết từng nói, Tô Thương chính là cha của con cái cô ấy, nếu nói như vậy thì cô bé này chính là con gái của Tô Thương sao? Con gái của tên Dư Nghiệt nhà họ Tô, vậy mà lên lôi đài rồi, ý gì chứ, cô bé muốn làm gì? Chấm chấm chấm. Không sai. Tô Du Du đã ghi danh tham gia đại hội võ thuật, bị phân vào bảng đấu thứ 3, lúc này đã lên lôi đài rồi. Cha sao còn chưa đến? Lúc này, Tô Du Du nhìn trái nhìn phải, vô cùng mong đợi Tô Thương xuất hiện. Cô bé muốn để cha mình thấy dáng vẻ của mình ở trên lôi đài, làm cho ba kinh ngạc một phen. Nhưng đã đến lượt mình thi đấu rồi mà cha vẫn chưa tới, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của Tô Du Du lộ ra tia thất vọng. Du Du, cố lên, chú Vương Phú Quý ghi hình lại cho cháu, đợi sau khi gặp cha cháu rồi, thì cháu đưa cho ông ấy xem. Vương Phú Quý ở dưới lôi đài giơ điện thoại lên, cổ vũ cho Tô Du Du. Tô Du Du nhận được sự khích lệ, liền nắm chặt quyền lại. Ánh mắt kiên định nói, chú Phú Quý, cháu sẽ nỗ lực hết mình, sẽ không làm mất mặt cha đâu. Những người ở trên lôi đài và đông đảo khán giả bên dưới, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của Tô Du Du, lập tức cười ha ha, căn bản đều xem thường Tô Du Du. Lúc này, ở trên cao, Thiên Sơn Tuyết, trông nom con gái cô đi, mau lôi nó xuống, lôi đài không phải là nơi chơi đùa đâu. Từ Thiện Sư Thái lạnh giọng nói. Lúc trước Thiên Sơn Tuyết cho bà ta ăn quả đắng, bà ta còn không biết làm sao để trả mối nhục này, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sư Thái. Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, khẽ cười nói, con gái tôi ghi danh rồi, tại sao lại lôi nó xuống chứ? Con bé đó mới 4 tuổi, thi gì mà thi chứ, không phải đang làm loạn sao? Từ Thiện Sư Thái trầm giọng nói. Đại hội võ thuật đối với tuổi tác của người tham gia chỉ có giới hạn độ tuổi cao nhất, chứ không có giới hạn độ tuổi nhỏ nhất. Thiên Sơn Tuyết nói, 4 tuổi thì sao nào, có quy định đứa bé 4 tuổi thì không thể tham gia thi đấu sao? Cô, già mồm át lẽ phải, trên lôi đài quyền cước không có mắt, rồi sẽ có lúc cô sẽ hối hận thôi. Từ Thiện Sư Thái lạnh lùng nói, sau đó cũng không hề hỏi đến việc này nữa. Ở đó còn có mấy vị đại nhân vật khác, cũng không có nhiều lời xen vào, dù sao thì Tô Du Du cũng không phá vỡ quy định. Mọi người đều xem như một cuộc tranh luận nhỏ mà thôi, ai cũng không thèm để ý, trận đấu rất nhanh thì bắt đầu rồi. Trong những người tham gia ở bảng đấu thứ 3, có danh tiếng nhất chính là Tống Thanh Dương của núi Thanh Thành, một người quyền pháp thâm sâu khó lường, đã từng đánh bại vô số thanh niên tài tuấn tự xưng là thiên tài. Uy danh của anh ta mặc dù không bằng Vương Giã, Phật Tử Vô Cơ, Tây Môn Long Ngâm, Thái Sơn Thạch Cửu Thiên, nhưng cũng không thể khinh thường được. Tống Thanh Dương vừa lên lôi đài, thì đã có mấy người tham gia thi đấu bao vây anh ta lại. Ha ha, đám người ô hợp. Tống Thanh Dương không hề hoảng sợ, sau khi cười nhạo xong, thì anh ta lập tức giơ nắm đấm lên sát phạt tứ phương, quyền pháp xuất ra, liên tục đánh lui mấy người dự thi. Về phần Tô Du Du thì không ai chú ý đến, cũng không ai ra tay với cô bé, hoàn toàn chỉ là một người vô hình. Dù sao Tô Du Du cũng đến từ núi Cửu Phong. Mẹ của cô bé là Minh Chủ Thiên Sơn Tuyết, ông nội chính là cao thủ đỉnh phong đời trước Thiên Niên Sát. Liên quan đến Thiên Niên Sát, nổi tiếng là bảo bọc con cái, hơn nữa tính khí lại nóng nảy, người tham gia bảng đấu thứ 3, đương nhiên không muốn chọc đến Tô Du Du rồi. Điều quan trọng nhất là, bởi vì Tô Du Du chỉ là một đứa bé 4 tuổi, cho dù đánh bại Tô Du Du thì sao chứ, không những không vẻ vang mà còn mang tiếng là ăn hiếp trẻ con nữa. Cứ như vậy, Tô Du Du mặt mùi tràn đầy hồn nhiên, đứng yên ở một góc của lôi đài, nhìn những người thi đấu khác đánh nhau kịch liệt. Khi thấy có người bị đánh cho hộc máu thì Tô Du Du còn bị dọa cho tái mét mặt mày, thét lên, đồng thời chân tay cũng luống cuống theo. Cảnh tượng này đều chọc cho những người thi đấu và khán giả có một trận cười to. Chấm chấm chấm.
Ngoại trừ bảng đấu thứ 3, thì trận đấu ở bảng thứ 7, 11 cũng đang hừng hực khí thế diễn ra. Mặc Đao thiếu gia ở bảng thứ 7, xông pha đi đầu, độc khí màu đen bao phủ quanh thân, không một ai dám lại gần anh ta. Ở giữa lôi đài, hầu như tất cả những người tham gia đều biến sắc, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Võ công của vùng thâm sâu vân vụ quá quỷ dị, hơn nữa còn tàn ác, mấy người này đương nhiên sẽ có sự kiêng dè rồi. Ha ha, tôi cho mấy người 10 phút, hoặc là tự mình đầu hàng, hoặc là... Mặc Đao thấy vậy, dáng vẻ càng thêm kiêu căng, lạnh lùng nhìn bốn phía, nói tiếp câu chưa nói xong lúc nãy, chết. 3, 40 người tham gia thi đấu trên lôi đài đều quay lại nhìn nhau, sau khi tranh luận một hồi thì đều nhao nhao lên nhảy xuống lôi đài. Họ chỉ đăng ký và lên võ đài để cho có lệ mà không có bất kỳ ý thức tham gia thi đấu nào, khiến cho mọi người đều chửi rủa điên cuồng. Ha ha, thú vị, còn chưa đánh mà đã đầu hàng rồi, đi lên lôi đài cũng chỉ mới đứng được vài giây. Đó không phải là tề vĩ của Mang Sơn sao, không còn muốn giữ mặt mũi nữa à, tôi nhớ Mang Sơn còn bao trọn gói cho anh ta một chiếc máy bay, đồ dùng còn chuyển tới đến mấy tấn, huy động rất nhiều nhân lực. Kết quả chính là nhảy xuống lôi đài sao? Ở dưới đài 10 năm khổ cực, trên lôi đài chỉ 10 giây sao? Mấy tấn đồ dùng sao, người anh em, khoa trương quá vậy. Là thật đó, tôi nhìn thấy rồi, anh ta còn kém chút là đem giường theo nữa thôi đấy. Bình thường thôi, người ta đến võ đang để du lịch, ai đi du lịch mà không mang theo hành lý chứ? Chấm chấm chấm. Những thí sinh đầu hàng này... Những ông chủ môn phái nơi họ thuộc về rất tức giận, thậm chí một số ông chủ còn nói rằng phí đi và về bắt những thí sinh này phải tự chi trả. Mặc dù bị mọi người châm chọc, khiến bọn họ không ngẩng đầu lên được, vô cùng mất mặt, nhưng bọn họ không muốn mất mạng mà. Độc công của Mặc Đao thiếu gia quá cây ếch ủng bố rồi, ai dám lên chứ, chẳng phải muốn tìm chết sao. Nhưng mà, vẫn còn một người chưa đầu hàng. Người này cũng còn trẻ. Nhìn thì chỉ khoảng 14, 15 tuổi, là một thiếu niên. Lúc này, Mặc Đao nhìn thấy ở trên lôi đài chỉ còn một đối thủ, hơn nữa còn là một thiếu niên, liền nhíu mày nói, tôi đã nhìn qua danh sách ghi danh, có chút ấn tượng với cậu, cậu là Lâm Uyên, đến từ một gia tộc nhỏ ở một thành phố nhỏ nơi biên giới. Lâm Uyên, người thiếu niên còn lại trên lôi đài chính là lão độc vật của vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, Lâm Uyên. Nói đến, Lâm Uyên chính là sư phụ của Mặc Đao, nhưng ông ta đã cải lão hoàn đồng, và rời khỏi vùng thâm sâu vân vụ mười mấy năm rồi, Mặc Đao đương nhiên không nhận ra ông ta. Tôi chính là Lâm Uyên. Lúc này, Lâm Uyên vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt của Mặc Đao, mỉm cười nói. Ha ha, niệm tình cậu còn nhỏ, bản thiếu gia cho cậu thêm một cơ hội, đầu hàng, hoặc là chết. Mặc Đao lạnh lùng nói, căn bản không để Lâm Uyên vào trong tròng mắt. Thế sao? Lâm Uyên khẽ nhếch mép lên cười, sau đó bước về trước một bước, cười đùa nói, tôi ngược lại muốn xem, anh sẽ giết tôi thế nào? Vừa dứt lời, quanh thân của Lâm Uyên liền hiện ra luồng sương mù đen dày đặc bao quanh thân cậu ta, hơn nữa uy thế lại còn vô cùng cường đại khiến người khác phải khiếp sợ. Trên lôi đài, lão độc vật Lâm Uyên phóng xuất ra một luồng sương độc cường đại, hiện trường trong nháy mắt bị bao phủ toàn bộ bởi luồng sương mù đen. Bao bọc lấy Lâm Uyên. Luồng xương độc này, làm người ta thất kinh hồn vía, nhìn sơ qua thì so với xương khí trên người Mặc Đao còn mạnh hơn không ít. Cậu tu luyện cũng là độc công sao? Mặc Đao thấy vậy, trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên, nhíu mày nói, không đúng, độc công này của cậu, so với vùng đất thâm sâu vân vụ chúng tôi có chút giống nhau, nhưng cũng không hoàn toàn giống, rốt cuộc cậu là ai? Đối diện với sự chất vấn của Mặc Đao, Lâm Uyên nở một nụ cười nhạo, anh hỏi quá nhiều rồi, đã mười mấy năm trôi qua, để tôi xem anh có tiến bộ hay không. Cậu quen biết tôi sao? Mặc Đao lại càng thêm nghi ngờ, vội vàng hỏi cậu là ai? Lâm Uyên không có trả lời, mà điều động xương độc quanh thân tạo thành một con rồng dài màu đen, gầm thét xông về phía Mặc Đao. Bây giờ, cậu ta đã từ bỏ chân khí, giống như đã từ bỏ tuyệt học về luân hồi. Cũng không còn cách nào so sánh với mấy lão quái vật chân chính nữa. Nếu như là lúc trước, lão độc vật ở trạng thái đỉnh phong chính là võ thần lục địa, cùng với các cao thủ như Thạch Hảo Hãn, Trương Thiên Lôi, Trụ Trì Viên Thông có thể coi là ngang tài ngang sức với nhau. Nếu qua vài năm nữa,
đợi sau khi cậu ta luân hồi thành công lần cuối cùng thì thực lực của cậu ta sẽ trở nên lớn mạnh dị thường, có đủ tự tin để có thể trấn áp được các võ thần lục địa phổ thông. Nhưng lão độc vật đã không nhịn được sự cám dỗ của việc tu chân, cho nên đã phá hủy hết toàn bộ chân khí trong cơ thể, bước vào con đường tu chân, trước mắt cậu ta chính là ở cảnh giới bán trúc cơ mà thôi. Đối với lực chiến đấu trong giới luyện võ, Lâm Uyên vô cùng hiểu rõ, cậu ta biết dựa vào thực lực hiện tại của mình thì có thể chiến thắng được thần tông trung kỳ, nếu như sử dụng cờ bách độc, cưỡng ép thực lực, thì có lẽ có thể hạ được thần tông. Nhưng chắc chắn sẽ không có cách gì tranh tài được với võ thần lục địa, cho nên cậu ta mới không để lộ ra thân phận của mình, nếu không sẽ rất khó để bảo đảm đám võ thần lục địa kia sẽ không giết mình. Nhưng Lâm Uyên cũng không gấp, trên người cậu ta có vật chí bảo của vùng đất thâm sâu vân vụ là cờ bách độc, trong thời gian ngắn đã đạt được bán trúc cơ rồi, ắt hẳn cũng rất nhanh là có thể trúc cơ thành công thôi. Đến lúc đó, cảnh giới võ thần lục địa thì có tính là gì chứ? Chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Vốn dĩ Lâm Uyên muốn trúc cơ xong rồi mới kết thúc bế quan, nhưng đại hội võ thuật đã tổ chức rồi. Hơn nữa, cậu ta biết người đứng nhất đại hội võ thuật lần này sẽ thuận theo ý trời, quản lý toàn bộ giới luyện võ. Bởi vậy, Lâm Uyên mới quyết định xuất quan, với mong muốn nhất định phải được hạng nhất, kết quả ai mà ngờ, ngay trận đầu tiên đã đụng ngay học trò đắc ý nhất của mình. Vậy thì không còn cách nào khác. Vì để tấn cấp, Lâm Uyên chỉ đành đánh bại Mạc Đao thôi. Giờ này phút này, nhìn thấy con rồng dài màu đen đang xông tới, Mạc Đao liền biến sắc, vội vàng hành động, anh ta điều động luồng xương độc quanh thân mình biến thành một cái màn bảo vệ, muốn ngăn cản con rồng đen dài này lại. Rất nhanh, con rồng xương khí màu đen đã đâm vào bức màn tạo ra một âm thanh vô cùng chói tai. Sau một giây, con rồng đen liền tan biến mất. Mà bức màn bảo vệ của Mạc Đao cũng xuất hiện nhiều vết nứt như mạng nhện. Không tệ, thực lực của con đã tiến bộ không ít. Lâm Uyên thấy vậy, khóe miệng khẽ nở nụ cười, nhưng cậu ta không hề mở miệng mà thông qua linh hồn truyền âm tới, để lời nói của mình vang lên trong đầu Mạc Đao. Cậu là ai? Mạc Đao trong nháy mắt khiếp sợ không thôi, đồng thời sắc mặt khó coi nhìn về phía cậu thiếu niên trước mặt. Giọng nói trong đầu lại vang lên. Đây là thủ đoạn gì vậy, quá dị thường rồi. Lại thêm, lúc nãy đối phương nhẹ nhàng xuất ra một đòn, là đã có thể làm vỡ được bức màn chắn của mình, tên thiếu niên này ắt hẳn là mạnh hơn mình. Trong nháy mắt, Mạc Đao biết mình thua chắc rồi, tư tưởng đánh trả lại cũng không còn nữa, chỉ muốn làm rõ thân phận của đối phương mà thôi. Các thiên tài của giới luyện võ anh ta đều điều tra cả rồi, từ trước đến nay chưa từng nghe nói đến thiên tài có sở trường là độc công. Ha ha! Lâm Uyên tiếp tục dùng linh hồn truyền âm, lạnh giọng nói, đồ hỗn láo, tôi chính là sư phụ của con, tuyệt tuyệt tử. Lão độc vật quản lý vùng đất thâm sâu vân vụ hơn 100 năm nay, nhưng ông ta không thích người ta gọi mình là lão độc vật. Cho nên rất sớm từ trước, ông ta liền đặt cho mình một cái tên vô cùng hống hách. Bởi vì độc công của lão độc vật là nhất tuyệt, thủ đoạn cũng nhất tuyệt, cho nên ông ta liền dùng hai chữ tuyệt gắn lại với nhau. Lại thêm có rất nhiều nhân vật ở cấp bậc già khú đế, đều thêm chữ tử ở phía sau tên mình, để ra hiệu mình rất là cao thâm khó dò, ví dụ như cái gì mà Đan Trần Tử, Phong Dương Tử. Vì vậy, lão độc vật mới quyết định sau tên của mình cũng thêm chữ tử, thế là biến thành Tuyệt Tuyệt Tử. Cái tên này cũng chỉ có rất ít người nhớ tới, người trong giới luyện võ đều thích gọi ông ta là lão độc vật, căn bản chỉ có lúc lão độc vật tự giới thiệu mình mới tự gọi tên Tuyệt Tuyệt Tử của mình. Hoặc ở những trường hợp nơi công cộng, mọi người muốn giữ thể diện cho ông ta, đều bí mật gọi ông ta là lão độc vật. Về phần cái tên Lâm Uyên này thì chính là lúc ông ta luân hồi trở thành một tên thư đồng, Sở Phục Thịnh đã đặt cho ông ta. Bởi vì không muốn để lộ ra thân phận, cho nên ông ta cũng tự xưng là Lâm Uyên, bây giờ dùng linh hồn truyền âm, lão độc vật đương nhiên sẽ nói đến cái tên mà mình đắc ý nhất rồi. Tuyệt, tuyệt tử. Mạc Đao nghe đến đây. Lập tức kinh ngạc vô cùng, nhìn lão độc vật với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Con không cần nhiều lời, bây giờ sư phụ vẫn chưa thể để lộ ra thân phận của mình, ắt hẳn con cũng biết, là sư phụ tu luyện chính là bí thuật luân hồi, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn đạt được đến đỉnh phong. Lâm Uyên bí mật truyền âm, con cũng không cần nghi ngờ thân phận của sư phụ, dựa vào thủ đoạn của sư phụ, muốn giết con không có gì khó khăn,
không cần thiết phải lừa con. Hơn nữa, cờ bách độc vật chí bảo của vùng đất thâm sâu vân vụ, chính là đang ở trên người sư phụ, con chắc cũng đã cảm nhận được một phần khí tức của cờ bách độc rồi. Nghe đến đây, Mạc Đào đã hoàn toàn tin tưởng lời của Lâm Uyên nói, sự nghi hoặc trong ánh mắt của anh ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kích động không thôi, khóe mắt ươn ướt. Được rồi, tối nay sư phụ sẽ đến tìm con, cùng con trò chuyện thâu đêm, bây giờ con nhận thua đi, bảo toàn thực lực, đánh thắng vòng vé vớt. Lão độc vật khẽ cười nói, dựa vào thực lực của con, tiến vào 10 vị trí không vấn đề gì lớn, đừng để người ta xem thường vùng đất thâm sâu vân vụ của chúng ta. Đối với đứa học trò này, lão độc vật vô cùng tán thưởng, bởi vì Mạc Đao chính là thiên tài thiên phú nhất mấy trăm năm nay của vùng đất nơi thâm sâu vân vụ. Cho nên, lão độc vật không muốn đánh Mạc Đao bị thương, thế là đành dùng linh hồn truyền âm. Mạc Đao gật đầu, anh ta biết sư phụ không muốn để lộ ra thân phận, thế là dù có nhiều lời muốn nói nhưng cũng không tiện nói lúc này. Sau khi dừng lại vài giây, Mạc Đao hướng về phía Lâm Uyên chắp tay lại nói, tài nghệ độc thuật của cậu vượt xa tôi nhận thua, lần sau có cơ hội lại tìm cậu để xin chỉ bảo. Nói xong, Mạc Đao không hề do dự liền nhảy xuống lôi đài, đầu không hề ngoảnh lại mà rời khỏi nơi đó. Các khán giả dưới lôi đài đều ngây ngẩn cả người, tình huống gì vậy, người thi đấu ở bảng 7 này đều có tính tình như vậy sao, chưa đánh đã nhận thua rồi. Nhưng, chửi thì chửi, nhưng mọi người cũng vẫn hiểu được, dù sao cái thứ đồ độc công này quá khó giải, đánh hay không đánh chính là chết người. Thực lực cách xa quá lớn, không cần thiết phải mạo hiểm tính mạng để giành lấy. Nhưng trong mắt mọi người, Mạc Đao và tên thiếu niên thiên tài Lâm Uyên này mặc dù có khoảng cách nhưng cũng có thể đánh với nhau một trận. Mà Mạc Đao lại không có làm như vậy, có lẽ là anh ta muốn giống như Tây Môn Hổ Tiếu, định bảo toàn sức lực, để thông qua vòng vé vớt để tấn cấp. Tóm lại, trận đấu ở bảng thứ 7 kết thúc rồi, Lâm Uyên đến từ thành phố nhỏ nơi biên giới thành công tấn cấp. Trong chốc lát, rất nhiều người bàn tán về lai lịch của Lâm Uyên. Người thiếu niên này chỉ mười mấy tuổi, nhưng thực lực lại mạnh như thế, không thể xem thường được. Có lẽ là cậu ta che giấu thân phận, làm gì có thành phố nhỏ nơi biên giới nào lại có thể tạo ra loại thiên tài này, một thân độc công thâm sâu khó lường, khiến cho Mạc Đao thiếu gia đều phải bái phục chịu thua. Cậu ta chắc đến từ thập đại cổ tộc rồi, mặc dù thập đại cổ tộc không nhúng tay vào chuyện của giới luyện võ, nhưng người đứng đầu đại hội võ thuật làn này có thể nắm giữ toàn bộ giới luyện võ, khó đảm bảo bọn họ sẽ không động lòng lắm. Có khả năng này, đại hội võ thuật năm nay, nhiều nhân tài lắm, lúc trước có một Vương Phú Quý, bây giờ lại có thêm một Lâm Uyên. Đừng quên, Tô Thương hậu nhân nhà họ Tô nha, cũng che giấu thực lực. Lúc trước anh ta cũng đã đánh bại rất nhiều sự tấn công của các thiên tài khác mà không hề tổn hại một sợi tóc nào, thực lực có lẽ không hề kém gì Vương Phú Quý, đều là luyện khí tầng 9. Đám đông bàn tán xôn xao. Lâm Uyên ở trên lôi đài, trước trận đấu mới tới nơi, cho nên chưa từng chạm mặt Tô Thương. Lúc này nghe thấy những lời bình luận của khán giả, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhạo. Ha ha! Cái đồ phế vật! Có được công pháp tu chân đã lâu như vậy, vậy mà mới đặt chân vào luyện khí tầng 9. Ông đây chỉ với thời gian ngắn như vậy mà đã vượt qua cậu, Tô Vô Kỵ có loại con cháu như cậu, có lẽ chết không nhắm mắt đấy. Lâm Uyên khinh thường chửi bới, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người mà lập tức rời khỏi hiện trường, hoàn toàn không biết là do cờ bách độc cho nên thực lực của bản thân mới có thể đột nhiên tăng mạnh vậy. Bán trúc cơ. Lúc này, trên ghế cao, Tây Môn Phong Vân khẽ híp mắt, cười đùa nói, thú vị thật, lão già tuyệt tuyệt tử này vậy mà lại đạt được công pháp tu chân, lại còn đặt chân lên bán trúc cơ. Nhìn căn cơ của ông ta có chút bất ổn, chắc có lẽ đã mượn món bảo vật của vùng núi nơi thâm sâu vân vụ kia mới có thực lực như thế. Ngay sau đó, khóe miệng của Tây Môn Phong Vân nhếch lên, ông ta cười nói, sau hội võ Bách Tông, giới luyện võ sẽ xảy ra đổi mới, nếu đến lúc đó, thực lực của những người luyện võ có mặt ở đây đều tăng lên, chân khí xảy ra thay đổi, có thể so với linh khí, chỉ sợ tuyệt tuyệt tử sẽ tức đến hộc máu mất. Chuyện này là hơn 100 năm trước, vị tiên đế ngoại vực kia đã từng nói, rất có thể sẽ như thế. Tuyệt tuyệt tử từ bỏ chân khí, chuyển thành tu chân, rất có thể sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời, cái tên ngu xuẩn này. Tây Môn Phong Vân thầm giễu cợt, sau đó ông ta không quan tâm đến những chuyện này nữa.
mà rời mắt nhìn Tô Du Du đang ở trên võ đài. Tống Thanh Dương không hổ là thiên kiêu đứng sau Vương Giã Vô Cơ, một người, một đôi quả đấm thép đè ép đến nổi lên người dự thi trên đường đua thứ ba khổ không thể tả. Trận đấu đã sắp đến hồi kết thúc, Tống Thanh Dương không nể tình nữa, chân khí cuồn cuộn trong lúc anh ta ra tay. Chỉ nửa phút ngắn ngủi nữa mà thôi, người dự thi trên võ đài, ngoại trừ Tô Du Du ra thì toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu, cuối cùng hết cách đành phải nhận thua. Bây giờ, trên võ đài chỉ còn lại Tống Thanh Dương và Tô Du Du. Người chiến thắng đường đua thứ ba là, người của Thanh Thành Sơn, Tống Thanh. Trọng tài trận đấu thấy vậy, thì muốn công bố kết quả. Chờ một chút. Ai ngờ, đúng ngay lúc này, Tô Du Du lại rụt rè mở miệng nói, tôi còn chưa bắt đầu đánh mà. Nhóc sao? Trọng tài lập tức lộ ra một nụ cười khổ, nhóc con, nhóc đừng liều lĩnh nữa, nhóc cứ đi xuống đi. Tôi không xuống. Tô Du Du lại lấy hết can đảm cắn răng nói, tôi là một thí sinh, tôi sẽ không nhận thua, tôi muốn thăng cấp. Ha ha ha, em gái nhỏ thật đáng yêu, giọng nói non nớt làm sao? Đáng yêu chết mất, đây là tiết mục đặc biệt do võ đang sắp xếp sao, cố ý chọc cho chúng ta cười ư. Một đứa nhóc 4 tuổi, lén lút báo danh tham gia hội võ Bách Tông, cũng không biết nghĩ như thế nào nữa. Mặc dù buồn cười, thế nhưng vẫn nên tranh thủ kết thúc thôi, tôi ở đường đua thứ tư, vẫn đang chờ để thi đấu đây. Được rồi. Trọng tài của trận đấu không còn cách nào khác, đành phải nói với Tống Thanh Dương, cậu Tống, đánh đuổi cô bé ấy xuống đi, ra tay nhẹ một chút, dù sao cô bé ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Được, tôi biết rồi. Tống Thanh Dương khẽ gật đầu, sau đó sải bước đi về phía Tô Du Du, đồng thời không kiên nhẫn nói, Tô Du Du đúng không, nhóc tự đi xuống đi, tôi không muốn đánh trẻ con. Hừ hừ, tôi không xuống đâu, cha tôi còn chưa tới. Cho nên tôi phải đợi đến khi cha xuất hiện. Tô Du Du nắm chặt nắm đấm nhỏ, nghiêm túc nói. Cha nhóc sao? Tống Thanh Dương nghe vậy, cười lạnh nói, ha ha, chính là cái tên nghiệt dư của nhà họ Tô kia sao? Chú mới là nghiệt dư, cả nhà chú đều là nghiệt dư. Nghe thấy Tống Thanh Dương làm nhục Tô Thương, Tô Du Du thở phì phò nói. Hừ, miệng lưỡi lanh lợi đấy. Ánh mắt Tống Thanh Dương trở nên lạnh lẽo. Lập tức đánh ra một đòn, một luồng chân khí thoáng chốc từ nắm đấm của anh ta trào ra, xông về phía Tô Du Du. Mặc dù Tống Thanh Dương không sử dụng hết toàn lực, nhưng nếu như một đòn này đánh trúng đứa nhỏ, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trọng tài trận đấu khó chịu nhìn Tống Thanh Dương một cái, nhưng ngại vì quy tắc, cũng không tiện ra tay giúp đỡ. Trên ghế cao, Thiên Sơn Tuyết thấy vậy, cũng không hề có chút lo lắng nào, mà lại nở một nụ cười. Nhưng Từ Thiện Sư Thái bên cạnh lại khẽ nhíu mày, sau đó bà ta không thèm để ý đến quy tắc mà vung cây phất trần trong tay. Lập tức, Từ Thiện Sư Thái đã đánh tan một đòn của Tống Thanh Dương, cứu lấy Tô Du Du. Sư Thái, bà làm vậy là có ý gì? Tống Thanh Dương thấy vậy, nhịn không được chất vấn. Tên nhóc núi Thanh Thành. Từ Thiện Sư Thái đứng dậy, cầm phất trần trong tay, lạnh lùng nói, cậu thật độc ác. Cậu vậy mà lại ra tay độc ác với một đứa trẻ như thế, tôi thật sự là nhìn không nổi. Nếu cậu còn làm như thế nữa, tôi sẽ thay sư phụ cậu dạy dỗ cậu ra trò. Từ Thiện Sư Thái. Lúc này, Sơn Chủ núi Thanh Thành ngồi trên ghế cao mở miệng nói, đệ tử của tôi sẽ tự dạy dỗ, không cần bà dạy giúp. Mà ngược lại là bà, mẹ của Tô Du Du còn chưa nhúng tay vào, mà bà lại đứng ra như thế. Có phải đã xen vào việc của người khác hay không đây? Hừ, có một số việc nên quản thì phải quản, tôi cho rằng không phải việc của người khác, vậy thì không phải. Từ Thiện Sư Thái trầm giọng nói. Ha ha, Từ Thiện Sư Thái, có phải bà đã hồ đồ rồi không? Lúc trước bà với Thiên Sơn Tuyết và Tô Thương đã ầm ĩ không hề vui vẻ gì mà. Sơn Chủ núi Thanh Thành cười chế giễu nói, bây giờ bà lại day mặt thay Tô Thương con gái của Thiên Sơn Tuyết. Chẳng lẽ bà đã quên hết chuyện lúc trước rồi sao? Không hề quên. Từ Thiện Sư Thái nghiêm mặt nói, thế nhưng đây là ân oán của tôi và hai người bọn họ, không liên quan gì đến đứa nhỏ, Tô Du Du là vô tội, nó chỉ là một đứa nhóc 4 tuổi mà thôi. Nếu như đệ tử núi Thanh Thành của ông làm hại đến đứa nhỏ, vậy thì đừng trách phái Nga Mi tôi không khách sáo.
Dứt lời, xung quanh cơ thể sư phụ Từ Thiện phóng ra một luồng khí tức khủng bố, dĩ nhiên bà ta không phải đang nói giỡn. Sắc mặt của Sơn chủ Thanh Thành khó coi, ông ta đương nhiên không muốn đắc tội với Từ Thiện sư thái, nhưng cũng không thể thẳng thắn thừa nhận bản thân sợ hãi, nếu không chẳng phải sẽ mất mặt sao. Sư thái. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết đứng lên, nhẹ nhàng cười nói, bà không cần lo lắng đâu, con bé có thực lực đánh một trận. Bằng không tôi cũng sẽ không để cho con bé leo lên võ đài đâu. Cô chắc chứ, sư phụ Từ Thiện nhíu mày nói. Ừm. Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc gật đầu, sau đó nói với vẻ mặt áy náy, sư thái, thực xin lỗi, lúc trước đã đắc tội với bà nhiều rồi, tôi đã làm chuyện không phải với bà. Dù có thế nào đi nữa thì Thiên Sơn Tuyết không ngờ tới, Từ Thiện sư thái sẽ ra tay ngăn cản đòn tấn công của Tống Thanh Dương thay cho Tô Du Du. Xem ra Từ Thiện sư thái chỉ là ngoài mặt lạnh lùng mà thôi, nhớ lại lời bản thân đã nói lúc trước, Thiên Sơn Tuyết cảm thấy vô cùng áy náy. Cho nên mở miệng nói xin lỗi. Hừ, không cần đâu, tôi không nhận. Từ Thiện sư thái hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống, không xem vào chuyện của Tô Du Du nữa. Minh chủ Thiên, nếu như cô cho rằng con gái của cô có thực lực đấu một trận, vậy thì tiếp tục tranh đấu đi, nhanh chóng chấm dứt để còn nhường lại võ đài cho người dự thi của đường đua khác nữa. Lúc này, Sơn chủ Thanh Thành nói. Được. Thiên Sơn Tuyết khẽ gật đầu. Sau đó cũng lập tức ngồi xuống, âm thầm cổ vũ cho Tô Du Du. Ngay tại thời điểm này, trên võ đài, Tống Thanh Dương thấy vậy thì lộ ra một tia cười lạnh, mỉa mai nói, nghiệt dư nhỏ của nhà họ Tô, lần này không có ai giúp được nhóc nữa rồi. Năm đó cao thủ của núi Thanh Thành chúng tôi đã tham gia tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Lôn, nhưng thật đáng tiếc, lúc đó tôi vẫn chưa ra đời, cho nên không có cơ hội tham dự. Hôm nay có thể tra tấn nghiệt dư nhỏ nhóc này, xem ra cũng là một chuyện vui nhỉ, ha ha. Dứt lời, Tống Thanh Dương lại đánh ra một đòn, một luồng chân khí mạnh mẽ thông qua nắm đấm của anh ta trào ra, phóng thẳng tới chỗ Tô Du Du. Tôi không phải nghiệt dư nhỏ, a. À. Đối phương hết lần này đến lần khác nhắc tới nghiệt dư, khiến cho Tô Du Du hoàn toàn tức giận, phát ra một tiếng kêu cuồng loạn. Răng rắc. Chấm. Chỉ nghe thấy tiếng vang giòn giã truyền ra trong cơ thể cô bé ấy. Ngay sau đó hai mắt Tô Du Du trở nên đỏ, hơn nữa tóc còn dựng ngược, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn ngây thơ nhút nhát nữa, thay vào đó là một khuôn mặt dữ tợn, giống như một ma nữ nhỏ vậy. Đồng thời, một luồng uy thế khủng bố từ trong cơ thể cô bé ấy tuôn ra, cuồn cuộn mênh mông, bao trùm lấy toàn bộ hiện trường. Phong ấn trong cơ thể của Tô Du Du đã được giải trừ. Chấm. Trong núi Cửu Phong có 9 vị siêu cấp cao thủ, toàn bộ đều là cảnh giới lục địa võ thần. Ông nội của Thiên Sơn Tuyết là một trong số đó, bởi vì trên người có bảo vật, sức chiến đấu lại mạnh nhất, cho nên đã trở thành minh chủ. Thế nhưng có rất ít người biết được, thật ra bà nội của Thiên Sơn Tuyết cũng là lục địa võ thần, và lại còn là người đứng đầu một ngọn núi. Chỉ dựa vào thực lực, bà nội của Thiên Sơn Tuyết, thậm chí còn hơn Thiên Niên Sát. Dù trình độ cảnh giới lục địa võ thần không nói là đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng rất ít người có thể sánh được. Chỉ là, bà nội của cô ta không muốn xuất đầu lộ diện, thế cho nên ở bên ngoài rất nhiều người cho rằng, bà nội của cô ta chỉ là cảnh giới thần tông bình thường. Năm đó, lúc Thiên Sơn Tuyết mang thai đôi, lúc chuyển dạ khó sinh, ba mẹ con cô ta đều gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bà nội thấy vậy. Thì không chút do dự mà truyền luồng chân khí lớn mạnh của mình vào trong cơ thể hai đứa con và với Thiên Sơn Tuyết, như thế mới giữ được tính mạng của ba mẹ con Thiên Sơn Tuyết. Ngay từ đầu, Thiên Niên xác định hy sinh bản thân, thế nhưng cảnh giới của ông ta lại lĩnh ngộ không đủ, cho dù có liều chết thì cũng chỉ có thể cứu được một mình Thiên Sơn Tuyết mà thôi. Hơn nữa bảo vật của núi Cửu Phong chỉ có Thiên Niên sát mới có thể điều khiển. Núi Cửu Phong còn cần ông ta chấn giữ. Cho nên bà nội đã làm việc nên làm. Nhưng mà Thiên Sơn Tuyết lại quá suy yếu, cho nên chỉ nhận được rất ít chân khí. Vấn đề của Tô Tinh Hà cũng không lớn, nhưng Tô Du Du bẩm sinh ra đã yếu ớt. Nếu muốn thuận lợi sống sót, nhất định phải dùng một lượng chân khí khổng lồ để bù đắp cho Tiên Thiên. Vì vậy, Tô Du Du gần như đã nhận được toàn bộ chân khí của bà cố, vừa mới sinh ra đã được chân khí bao phủ, cảnh đời vô cùng hoành tráng. Thế nhưng mà, dù sao Tô Du Du cũng chỉ là một đứa trẻ,
cơ thể yếu đuối không khống chế được lượng chân khí dồi dào. Bởi vậy cho nên thiên niên sát đã mượn sức mạnh của bảo vật để phong ấn chân khí trong cơ thể cô bé ấy, trừ khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nếu không phong ấn đó sẽ không giải trừ. Lúc trước ở trang viên nhà họ Tô ở Giang Bắc, Tô Du Du nhìn thấy Tô Thương gặp nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách đã tự động mở phong ấn ra, bày ra cảnh giới thiên tông. Thế nhưng đây cũng không phải là cảnh giới đỉnh phong của Tô Du Du. Bà cố của cô bé ấy là lục địa võ thần, cho dù là cô bé học một cách nhanh chóng thì cô bé ấy ít nhất cũng là ở cảnh giới thần tông. Nhưng lúc đó là lần đầu tiên mà Tô Du Du thử giải trừ phong ấn, cho nên đã không giải trừ toàn bộ, chỉ giải trừ một phần mà thôi. Nếu như giải trừ toàn bộ, thì ít nhất Tô Du Du cũng có thể sánh ngang với thần tông, thậm chí là trong cảnh giới thần tông này, cũng không tính là kẻ yếu. Mặc dù lần trước vẫn chưa giải trừ toàn bộ phong ấn, nhưng bây giờ đã có kinh nghiệm của lần trước, cho nên lần này Tô Du Du giải trừ phong ấn tương đối thành công. Ngay tại thời điểm này, phong ấn do thiên niên sát dùng bảo vật tạo ra, gần như đã bị Tô Du Du giải trừ toàn bộ rồi. Chỉ thấy cơ thể của cô bé ấy bay lên không trung, tóc tai dựng đứng, hai mắt đỏ tươi, xung quanh cơ thể tản ra quang mang màu đỏ thẫm, khí tức khủng bố nghiền ép toàn bộ nơi đây. Phong ấn được giải trừ, một bước vào thần tông. Hơn nữa, vậy mà lại là thần tông trung kỳ, cùng cảnh giới với Tống Thanh Dương. Đúng lúc này, một quyền mạnh mẽ Tống Thanh Dương đánh ra ban nãy đã tiếp cận Tô Du Du. Thế nhưng còn chưa kịp chạm đến người Tô Du Du, thì đã bị sóng không khí xung quanh người cô bé ấy đánh tan. Soạt! Mọi người có mặt ở đấy nhìn thấy một màn này, đều trợn mắt há hốc mồm cả lên, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nỗi sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô bé dễ thương này biến hình sao? Khí tức mạnh thật đấy, ít nhất cũng là thần tông trung kỳ. Ôi vãi thật đấy, thế đạo này thay đổi rồi nhỉ, mới 4 tuổi đã đặt chân đến thần tông trung kỳ, công lý ở đâu, vương pháp ở đâu? Không hổ là tiểu dư nghiệt của nhà họ Tô, không thể lấy lẽ thường mà đo nhỉ, kinh khủng thật đấy. Đây chắc chắn không phải là sức mạnh của bản thân cô bé ấy, tôi thấy có chút giống đề hồ quán đỉnh đấy. Đề hồ quán đỉnh sao? Chuyện này không thực tế đâu, thực lực càng mạnh thì nguy cơ của đề hồ quán đỉnh lại càng lớn. Có thể làm cho một người có được cảnh giới thần tông trung kỳ, người ra tay đương nhiên phải đặt chân vào lục địa võ thần. Nếu như cường giả ở cảnh giới này muốn cho người thường đề hồ quán đỉnh, vậy xác suất thành công không tới 10%, nếu như thất bại, thì cả hai bên đều gặp nguy hiểm đến tính mạng, ai lại bằng lòng làm vậy được chứ? Mọi người có mặt ở trận đấu đều đang thán phục trước thực lực của Tô Du Du. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy nghi ngờ không biết vì sao cô bé ấy lại có được thực lực như vậy. Khó trách Minh Chủ Thiên lại vững như kiềng ba chân, thì ra là có cô con gái vàng ngọc với thực lực ở cấp bậc này. Sơn Chủ Thanh Thành thấy vậy, nhịn không được nói. Thiên Sơn Tuyết còn chưa mở miệng, sư thái Từ Thiện bên cạnh đã lạnh lùng nói, hừ, đầu cơ trục lợi mà thôi, khó thành người tài. Thiên Sơn Tuyết, lúc này, Tây Môn Phong Vân lại khẽ cười, châm chọc hỏi. Bà nội của cô, Ngô Thanh Ảnh, gần đây sức khỏe tốt không? Ông chủ Tây Môn, nói vậy chắc ông cũng đã đoán được, cần gì đã biết rõ mà còn cố hỏi. Thiên Sơn Tuyết lạnh lùng đáp lại. Ha ha! Tây Môn Phong Vân liên tục lắc đầu nói, đáng tiếc thật, trong giới luyện võ, người đáng để tôi kính nể không nhiều lắm, kể cả là lão già thiên niên sát kia, tôi cũng không để vào mắt, không có bảo vật thì ông ta chả là cái thá gì. Thế nhưng bà nội của cô, Ngô Thanh Ảnh, lại là một trong những cường giả mà tôi kính nể. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, sau khi bà ấy đặt chân vào cảnh giới lục địa võ thần, vô cùng mạnh mẽ, đã lên đỉnh phong rồi chứ. Cảnh giới võ thần đỉnh phong, lúc ra tay mạnh đến mức rời non lấp bể, kinh khủng như vậy. Nhưng đáng tiếc thật đấy, tôi không còn cơ hội để bà ấy xin chỉ giáo rồi. Tây Môn Phong Vân tiếc nuối nói, có cơ hội đấy. Sắc mặt Thiên Sơn Tuyết trở nên khó coi, cô ta nói, người tốt thì không sống lâu, tai họa thì tồn tại ngàn năm. Người tốt như ông chủ Tây Môn đây chắc chắn sống không được bao lâu đâu, xuống dưới rồi thì sẽ có rất nhiều cơ hội để so tài với bà nội tôi đang chờ ông đấy. Thiên Sơn Tuyết nhẹ nhàng cười nói, ha ha, miệng lưỡi sắc bén. Tây Môn Phong Vân cười nhạt, không hề để ý mấy lời khiêu khích của Thiên Sơn Tuyết.
Sau đó ông ta lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía võ đài, thản nhiên nói, tiếng Thanh Dương, nếu đối thủ của cậu có thực lực tương đương với cậu, vậy thì cậu cũng không nên nể tình làm gì. Đại hội võ thuật trăm tông phái, không bàn đến sống chết, nếu biểu hiện không tệ, thì cậu có thể đến Côn Lôn, nhận được chỉ bảo của tôi. Ha ha! Sơn chủ Thanh Thành bên cạnh nghe vậy, nhất thời vô cùng kích động, ông ta cúi người hành lễ với Tây Môn Phong Vân, sau đó cung kính nói, ông chủ Tây Môn, ông chịu chỉ bảo đệ tử non nớt, vậy quả thực là phước ba đời của cậu ta, tôi thay cậu ta cảm ơn ông trước. Tống Thanh Dương, ở đó sửng sốt làm cái gì, còn không mau ra tay nhanh đi, gợi ít chết đối thủ của cậu. Sơn chủ Thanh Thành nhắc nhở. Vâng. Tống Thanh Dương mừng rỡ như điên, ánh mắt cũng trở nên kích động, ý chí chiến đấu cao ngất nhìn Tô Du Du. Mặc dù Tây Môn Phong Vân không thừa nhận bản thân từ bỏ võ thuật chuyển qua tu chân, nhưng rất nhiều người đã đoán được. Nếu như có thể nhận được chỉ đạo Tây Môn Phong Vân, vậy chẳng phải bản thân cậu ta có thể trở thành người tu chân sao? Tiểu Dư Nghiệt, hãy chịu chết đi. Tống Thanh Dương càng nghĩ càng kích động, lập tức dẫn động sức mạnh toàn thân, bắt đầu tấn công hòng gợi ít chết Tô Du Du. Tôi nói rồi, tôi không phải Tiểu Dư Nghiệt. Hai mắt Tô Du Du đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn không còn vẻ ngây thơ. Cô bé ấy chủ động nghênh chiến với Tống Thanh Dương. Trước khi phong ấn được giải trừ, Tô Du Du là người nhát gan, nhìn thấy người khác bị đánh hộc máu sẽ sợ tới mức thét chói tai. Thế nhưng vào giờ phút này, cô bé ấy giống như đã biến thành một người khác, trong ánh mắt đỏ tươi tràn đầy vẻ hung ác, ra tay chém giết rất quyết đoán. Trong phút chốc, Tô Du Du đã đỡ được ba quyền của Tống Thanh Dương, chân khí kinh khủng còn dư âm lại tản ra xung quanh. Đừng thấy Tô Du Du dáng dấp nhỏ bé, nắm đấm chỉ lớn bằng quả trứng gà mà xem thường, sức mạnh mà cô bé ấy bộc phát ra lại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ dưới ba lần va chạm, Tô Du Du chẳng những không hề mất đi khí thế mà ngược lại còn khiến Tống Thanh Dương phải lùi lại nửa bước. Tiểu Dư Nghiệt đáng chết. Tống Thanh Dương thấy thế nhất thời thẹn quá hóa giận, ánh mắt hiện rõ vẻ hung hăng rồi xông lên lần nữa. Tô Du Du cũng không chịu yếu thế, cùng lúc tiến lên tiếp chiêu. Tiếp đó hai người lại lao vào đánh đấm rất kịch liệt, hiện trường vô cùng hỗn độn. Bóng dáng của Tô Du Du và Tống Thanh Dương không ngừng hoán đổi cho nhau, trên võ đài tràn ngập ảo ảnh. Cứ như thế hai người họ đánh nhau cả mười mấy phút, hình ảnh cuộc chiến hiện lên hết sức đặc sắc, nhưng vẫn cứ bất phân thắng bại như cũ. Cô bé ấy bùng nổ rồi, đã vậy còn quá ghê gớm. Tống Thanh Dương với thực lực thần tông trung kỳ, chỉ đứng sau nhất lưu thiên kiêu, không ngờ lại chẳng thẳng nổi một cô bé mới lên bốn. Đừng có nói Tống Thanh Dương nữa. Bây giờ trận đấu đã hơn nữa mà trong những người vào sân, sợ là chỉ có vài vị thăng cấp mới có thể đấu tay đôi với Tô Du Du mà thôi. Vốn tưởng rằng Tống Thanh Dương cũng sắp thăng cấp rồi, ai mà ngờ lại xuất hiện một Tô Du Du, lần này có kịch hay để xem rồi. Hai người bọn họ cứ đánh qua đánh lại, xem ra hình như cũng ngang sức ngang tài rồi, như vậy thì trận đấu mới thú vị chứ. Phía trên võ đài. Lúc này Tống Thanh Dương đã đầm đìa mồ hôi, mệt tới thở hồng hộc, chân khí cũng bị tiêu hao không ít. Anh ta đã dùng hết toàn lực nhưng lại không thể chỉ tấn công mà không phòng thủ, đến một đứa nhóc nhỏ bé cũng đánh không lại thậm chí còn để bản thân bị thương nữa, thật khiến cho anh ta mất hết thể hiện. Tô Du Du cũng chẳng khác là bao, liên tục chiến đấu với cường độ cao trong mười mấy phút như thế khiến chân khí trong cơ thể cô bé ấy cũng bị tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa. Tuy là cô bé ấy đã đả thương Tống Thanh Dương đến mức khiến cho anh ta phải phun ra mấy ngụm máu, thế nhưng bản thân cô bé ấy cũng đã bị thương, khóe miệng đầy máu, tình hình cũng không hề lạc quan. Nhưng cô bé ấy có tự tin, chỉ cần đánh tiếp không quá 50 hiệp là nhất định có thể đánh thắng Tống Thanh Dương. Thế là Tô Du Du không sợ chút nào, không hề cho Tống Thanh Dương cơ hội để thở mà trực tiếp giơ nắm đấm lên rồi lao đến chỗ anh ta. Hừ! Được đằng chân lân đằng đầu. Vẻ mặt Tống Thanh Dương trầm xuống, lạnh lùng nói, Tiểu Dư Nghiệt, đây là do nhóc ép tôi đấy, lần tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái này, sao tôi có thể không có chuẩn bị gì chứ? Vừa dứt lời, Tống Thanh Dương lập tức lấy trong túi ra một viên đan dược màu đen, dứt khoát nuốt thẳng vào trong bụng. A! À, tiếp theo đó Tống Thanh Dương hét lên một tiếng thật lớn,
một luồng khí đáng sợ trong chớp mắt từ trong cơ thể anh ta tuôn ra, đến mức áo quần trên người anh ta đều bốc cháy hết. Ngay sau đó, gân xanh Tống Thanh Dương nổi hết cả lên, sắc mặt đỏ chét, khí tức xung quanh cơ thể anh ta cũng ngày càng mãnh liệt, cứ thế mà bước thẳng vào thần tông hậu kỳ. Sau đó Tống Thanh Dương vung ra một quyền chặn được nắm đấm của Tô Du Du. Trong chốc lát hiện trường truyền đến một hồi trầm đục, không khí trên lôi đài hỗn loạn thật sự. Bù! Tiếp đó thân thể bé nhỏ của Tô Du Du bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống bên cạnh võ đài miệng không ngừng phun ra máu tươi. Quá kinh khủng! Tống Thanh Dương của giờ phút này sức mạnh không chỉ gấp bội mà Tô Du Du cũng không còn sức lực để đánh trả, hiện trường cuộc chiến vô cùng náo loạn. Mà lúc này, Tống Thanh Dương cúi đầu lạnh lùng nhìn Tô Du Du cười lạnh nói, ha ha ha, viên đan dược thượng cổ này vốn dĩ tôi định dùng để đối phó với Dương Giã Võ Đang, Phật tử vô cơ, không ngờ rằng lại bị nhóc ép phải lấy ra. Sau khi dùng đan dược, trong khoảng thời gian ngắn tôi đã có thể kéo dài một cảnh giới, tiểu dư nghiệt nhà nhóc lấy gì ra để đánh với tôi hả? Mặt Tống Thanh Dương âm trầm, chậm rãi bước đến bên cơ thể đã bị trọng thương của Tô Du Du. Sắc mặt Tô Du Du lúc này trắng bệch, Tống Thanh Dương chỉ cần tung ra một quyền là có thể khiến cô bé ấy mất đi khả năng chiến đấu. Lúc này nhìn thấy Tống Thanh Dương đang đi đến chỗ mình, Tô Du Du hai mắt đỏ tươi nắm chặt lấy nắm đấm, không hề có ý gì gọi là chịu thua mà cắn chặt răng, chủ động xông đến Tống Thanh Dương. Nhưng chỉ ngay sau đó, Tống Thanh Dương lại bất ngờ ra tay, chỉ một đòn thôi đã khiến Tô Du Du ngã ầm xuống đất lần nữa. Phụt! Nhưng lần này, Tô Du Du ngã xuống không dậy nổi, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt sàn của võ đài, hơi thở cũng trở nên gấp gáp khó khăn hơn. Ha ha ha, một quyền cũng chịu không nổi. Tống Thanh Dương lộ ra điệu cười khinh bỉ, sau đó mắt híp lại, không hề có ý tốt đi đến bên Tô Du Du đang nằm hấp hối. Lúc này cả khán đài nhốn nháo cả lên. Khốn kiếp, làm bừa, đánh không lại lại lấy thuốc ra uống, thật không công bằng. Đúng đó, lên án mạnh mẽ Tống Thanh Dương, thật quá hổ thẹn. Nghe nói núi Thanh Thành là nơi luyện chế đan dược sớm nhất, đoán chừng vẫn còn rất nhiều đan dược thượng cổ như thế này, chỉ là không biết sau khi dùng xong liệu có hại cho cơ thể hay không. Đan dược thượng cổ tồn tại đến ngày hôm nay đã ít nay lại càng ít, hiệu quả cũng suy giảm rất nhiều, nhưng nâng cao một cảnh giới thì thật là quá đáng, chỉ e là bây giờ Tống Thanh Dương đã có thể thách đấu với một cao thủ trong cấp bậc này là Vương Giã đạo trưởng rồi. Trọng tài cũng không cho dừng trận đấu, xem ra là ngầm đồng ý cho Tống Thanh Dương dùng đan dược rồi. Cũng đúng thôi, thiên hạ có nhiều tông phái võ thuật đến thế, biết bao nhiêu là thế lực lớn, biết bao nhiêu là thủ đoạn, đan dược thượng cổ cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Tô Du Du thảm rồi, thực lực chênh lệch quá lớn, tôi còn tưởng cô bé ấy có thể thăng cấp nhưng giờ xem ra là không ổn rồi. Chấm chấm chấm. Trên tòa ghế cao. Bị ổi. Thiên Sơn Tuyết nhìn thấy Tô Du Du bị đánh trọng thương, lập tức đứng phát dậy, ánh mắt tràn ngập lo lắng, sau đó lạnh lùng nói, Sơn Chủ Thanh Thành, đệ tử môn đồ của ông đều là loại tiểu nhân hèn hạ đê tiện như vậy sao? Minh Chủ Thiên, cô có ý gì hả? Sơn Chủ Thanh Thành vuốt chòm râu. Cười nhẹ rồi nói, con gái Tô Du Du của cô, vốn dĩ cũng không sử dụng sức mạnh của chính mình, dựa vào cái gì mà không cho đồ đệ của tôi dùng đan dược thượng cổ chứ. Hơn nữa, trọng tài cũng không hề ngăn cấm vậy tức là có thể dùng đan dược, cô đừng có mà sỉ nhục đồ đệ của tôi. Sơn Chủ Thanh Thành trầm giọng nói. Đủ rồi Sơn Chủ Thanh Thành, ông câm mồm đi, đừng có được hời rồi mà còn đi khoe mẽ. Lúc này, sắc mặt Thạch Hạo Hãn núi Thái Sơn khó coi. Nói, là người lớn mà lại đi dùng đan dược để đối phó với một đứa bé 4 tuổi, vốn là chuyện mất mặt rồi, thôi đủ rồi ông mau gọi đồ đệ của ông về đi. Anh Thạch, như vậy không được đâu, Tô Du Du còn chưa nhận thua, với lại cũng chưa rời khỏi võ đài thì trận đấu này vẫn chưa kết thúc đâu. Sơn Chủ Thanh Thành cười nói. Sao hả, ông thật sự muốn để Tống Thanh Dương ra tay với một cô bé 4 tuổi sao? Thạch Hạo Hãn trầm giọng hỏi. Dựa theo vai vế mà nói thì Tô Du Du cũng là cháu ngoại mà ông xem trọng, Thạch Hạo Hãn đương nhiên không muốn dương mắt nhìn Tô Du Du chịu giày vò. Sơn Chủ Thanh Thành thấy vậy thì trầm tư suy nghĩ, ông ta cũng không muốn đắc tội Thạch Hạo Hãn. Nhưng mà, ý của Tây Môn Phong Vân chắc là muốn giết luôn Tô Du Du, diệt trừ hậu hoạn,
Sơn chủ Thanh Thành nhìn ra được cho nên mới mở lời để cho Tống Thanh Dương giết Tô Du Du. Bây giờ ông ta tiến thoái lưỡng nan, không tiện mở lời nữa. Ha ha, Thạch Hạo Hán, chuyện trên võ đài thì để những người tham gia thi đấu tự mình giải quyết đi, ông gây áp lực với Sơn chủ Thanh Thành là có ý gì hả? Lúc này, Tây Môn Phong Vân giải vây nói. Tây Môn Phong Vân. Thạch Hạo Hán đón lấy ánh mắt của Tây Môn Phong Vân, lạnh lùng nói, đừng có tưởng là tôi không biết ông đang nghĩ gì. Năm đó ông cùng với mấy môn phái lớn giết hại nhà họ Tô ở núi Côn Luân, bây giờ nhìn thấy con cháu của nhà họ Tô nên ông sợ bị báo thù, cho nên mới muốn giết người diệt khẩu. Thạch Hạo Hán cười lạnh rồi nói, ha ha ha, Tây Môn Phong Vân, ông đúng là một người có lòng tốt, người tốt như ông chắc là không được nhìn thấy mùa xuân hoa nở của năm sau rồi. Nhớ là ăn uống đầy đủ, đừng có bạc đãi bản thân, nếu không thì lỡ như ông chết bất đắc kỳ tử thì chẳng phải sẽ là tiếc nuối cả đời hay sao? Cái này, thì không cần Thạch Sơn chủ lo lắng. Tây Môn Phong Vân lạnh lùng cười, sau đó nhìn về phía lôi đài, thản nhiên nói, Tô Du Du không đầu hàng, cuộc thi đấu kế tiếp, Tống Thanh Dương, tùy theo cậu đấy. Đã hiểu à? Tống Thanh Dương nghe vậy, sải bước đi tới, trực tiếp bóp cổ Tô Du Du. Một tay nhấc Tô Du Du từ dưới đất lên. Lúc này, hai chân Tô Du Du cách mặt đất khoảng 1 mét, hai cái tay nhỏ chống chế lại đại cao thủ Tống Thanh Dương, cô bé giãy giụa muốn thoát ra, nhưng kết quả lại không làm gì được. Vì không thể thở nổi, nên khuôn mặt nhỏ của Tô Du Du đỏ bừng, nhưng trong mắt lại lộ ra một sự hung hăng, dữ tợn nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Dương. Ha ha, đứa dư nghiệt còn con nhà ngươi, không chịu thua sao? Tống Thanh Dương cười giễu cợt nói, nhưng đáng tiếc, nhóc không phải là đối thủ của chú. Vừa nói xong, Tống Thanh Dương đập chưởng vào mặt Tô Du Du trên mặt, rồi buông tay xuống. Người Tô Du Du bay ra ngoài, rơi trên sàn, mặt thì trắng bệch hết ra. Du Du, mau đầu hàng đi. Thiên Sơn Tuyết thấy vậy, vội nói, chỉ cần con đầu hàng, cuộc thi sẽ kết thúc. Mẹ, con không đầu hàng. Chấm. Tô Du Du từ từ đứng lên, liêu siêu lảo đảo, nghiến răng mạnh mẽ nói, cha con là Tô Thương, con không thể để cha mất mặt được, còn nữa, cha vẫn chưa xuất hiện, con muốn cho cha một sự bất ngờ, con muốn để cha thấy dáng vẻ lúc thi đấu của con, cha đã nói rồi, cha sẽ trở về nhanh thôi, nên con muốn đợi cha. Nhưng lúc này, bóng người Tống Thanh Dương lúc ẩn lúc hiện, lại xuất hiện, đánh Tô Du Du ngã ra đất một lần nữa. Đầu Tô Du Du đập một phát vào sàn nhà, máu chảy ra từ từ. Ha ha, chỉ sợ anh sẽ không đợi được đứa dư nghiệt này rồi. Sau đó, Tống Thanh Dương tiến lên một bước, nhấc chân dẫm vào lưng Tô Du Du, trong mắt để lộ ra một luồng sát ý, muốn giết Tô Du Du ngay lập tức. Du Du, Thiên Sơn Tuyết thấy vậy, hai mắt rưng rưng nước mắt, quanh người bỗng tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo vô cùng kinh khủng. Trong chốc lát, lấy cô ta làm chuẩn. Đường kính trong vòng 10 mét, liền xuất hiện những bông tuyết trắng. Nước trong không khí, ngưng tụ thành tuyết, chậm chậm rơi xuống, nhiệt độ xung quanh, liền hạ thấp đến mức đóng băng hết mọi vật. Thiên Sơn Tuyết, cô cho rằng tôi không tồn tại nữa sao? Sơn chủ núi Thanh Thành thấy vậy, cũng tỏa ra khí tức rất kinh khủng, cản trở Thiên Sơn Tuyết. Hừ, núi Thanh Thành Sơn, quá đáng quá đấy. Thạch Hạo Hãn nhìn thấy cháu bị đánh thảm như vậy. Tống Thanh Dương lại không chịu từ bỏ ý đồ, bỗng tức giận, tung một chưởng về phía Sơn chủ núi Thanh Thành, khí tức vô cùng kinh khủng khiếp. Thạch Hạo Hán, ông muốn làm loạn đại hội võ thuật trăm phái sao? Tây Môn Phong Vân nói thế, để Tống Thanh Dương ra tay độc ác hơn, bây giờ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà hiên ngang nghênh chiến với Thạch Hạo Hán. Tây Môn Phong Vân, ông thử ra tay xem nào. Trương Thiên Lôi bên cạnh thấy vậy. Khiêng cái trống to bằng da da, mặt trầm ngâm như nước nhìn chằm chằm vào Tây Môn Phong Vân. Từ Thiện Sư Thái tuy có va chạm với Tô Thương Thiên Sơn Tuyết, nhưng bà ta không đành lòng thấy một đứa trẻ 4 tuổi bị giày vò cho đến chết, thế là đứng về phía Thiên Sơn Tuyết. Hiện trường, các trụ cột đều dương cung bạt kiếm, chiến đấu vô cùng căng thẳng, Tống Thanh Dương cũng không biết có nên ra tay hay không. A-di-đà Phật! Đúng lúc này, Viên Thông Hòa Thượng trầm tư chắp tay trước ngực. Miệng tụng Phật hiệu nói, các vị, dừng lại đi, không phải làm to chuyện lên như vậy đâu. Ông chủ Tây Môn, hiếu thảo là một đức tính đẹp,
cô bé tên Tô Du Du kia, mới chỉ có 4 tuổi thôi mà. Trụ trì viên thông trực tiếp vạch trần, lại được đề hồ quán đính, đời này rất khó bước tiếp, không hề có bất cứ uy hiếp gì đối với ông, giữ lại cho cô bé một mạng đi. Trong lúc nói chuyện, quang người trụ trì viên thông, có hàng quang chiếu rọi, dù không tỏa ra khí tức, thì cũng không ai dám khinh thường ông ấy. Tây Môn Phong Vân trầm ngâm một lúc, nhìn mấy người xung quanh, rồi lại nhìn sang viên thông trụ trì, trong mắt liền lóe ra sự e dè nhẹ, cuối cùng gật đầu nói, ha ha, nếu viên thông trụ trì đã mở miệng, đương nhiên tôi phải giữ thể diện cho núi Bồ Đề rồi. Tống Thanh Dương, mau thả Tô Du Du xuống, tha cho cô bé một mạng đi, nhớ lấy, không được đánh chết con bé. Tây Môn Phong Vân dặn dò. Vâng, Tống Thanh Dương đã hiểu ý, sau khi đồng ý, liền nở một nụ cười giễu cợt. Sau đó, anh ta giơ chân lên, đá liên tục vào sườn Tô Du Du liền bị đá bay xuống lôi đài. Du Du, dưới lôi đài, Vương Phú Quý và Trương Mộ Cổ, muốn xông lên dạy dỗ Tống Thanh Dương từ lâu rồi, nhưng lại bị trọng tài ở hiện trường ngăn lại. Bây giờ, nhìn thấy Tô Du Du ngã xuống, Vương Phú Quý bay vọt lên, đón lấy cháu gái yêu quý của mình. Trương Mộ Cổ mở vội vàng đi tới, kiểm tra một lượt, sắc mặt nghiêm túc nói, vết thương của con bé rất nặng, tuy không có nhiều đòn chí hiểm, nhưng chỉ sợ về sau sẽ phải ngồi xe lăn. Cái gì? Vương Phú Quý nghe vậy, đau xót tự trách bản thân ngay tại chỗ, đều tại chú không nên để Du Du lên lôi đài, là chú có lỗi với cháu. Chú Phú Quý, khụ, cha cháu tới rồi sao? Lúc này, Tô Du Du yếu ớt nói. Chắc cha cháu có việc gấp, cho nên. Chắc cha cháu đang có việc quan trọng, khụ. Chú Phú Quý có quay lại video không? Vương Phú Quý khóc lóc nói, quay rồi, tất cả quá trình chú đều ghi lại ở đây rồi. Cảm ơn chú Phú Quý, nhưng, làm phiền chú sửa soạn lại chỗ bị đánh cho cháu với, cháu không muốn để cha nhìn thấy. Như vậy cha lại. Chưa nói xong, vì vết thương của Tô Du Du quá nặng, nên đã hôn mê. Chính đúng lúc này, Thiên Sơn từ ghế giám khảo bay xuống, ôm lấy Tô Du Du đang hôn mê, rời khỏi hiện trường. Không cần lo lắng, tôi sẽ tìm người chữa bệnh cho Du Du. Trước khi đi, Thiên Sơn Tuyết đã nói. Sau khi nhìn Thiên Sơn Tuyết ôm Tô Du Du rời đi, Vương Phú Quý nhìn thấy Tống Thanh Dương đi xuống từ trên lôi đài. Hai mắt đỏ ngầu lên. Ha ha, làm sao, cậu rất giận tôi phải không? Tống Thanh Dương khiêu khích cười nói, cậu tên Vương Phú Quý đúng không? Không phải cậu rất thích thổi kèn à? Tô Du Du đã sống dở chết dở rồi, cậu còn không thổi một bài kèn, ăn mừng một trận sao? Tống Thanh Dương, Vương Phú Quý không kìm được cơn giận chăm chú nhìn Tống Thanh Dương. Trương Mộ Cổ, cũng vậy, giọng lạnh lùng nói, Tống Thanh Dương. Anh có còn là con người hay không hả, đến đứa bé 4 tuổi mà cũng ra tay được. Liên quan gì đến anh? Tống Thanh Dương không giữ chút thể diện nào cho Trương Mộ Cổ, chỉ để lại một câu nói, rồi đi mất hút. Vương Phú Quý tức quá hóa giận, lập tức liền muốn xông lên dạy dỗ Tống Thanh Dương, nhưng lại bị Trương Mộ Cổ ôm lấy. Anh Phú Quý huynh, anh ta ăn đan dược thượng cổ, trong thời gian ngắn đã đặt chân đến thần tông hậu kỳ. Chúng ta chưa chắc là đối thủ của anh ta đâu, nhẫn nhịn một chút, chờ Tô Đại Thiếu gia trở lại rồi hãng nói. Trương Mộ Cổ trấn an Vương Phú Quý, nhưng Vương Phú Quý căn bản không nghe khuyên bảo, không có cách nào khác, Trương Mộ Cổ đành phải đánh lén Vương Phú Quý, để cậu ấy ngất xỉu rồi đưa đi. Lúc này, màn kịch huyên náo này mới được coi là kết thúc. Ba trận đấu, Tống Thanh Dương của núi Thanh Thành Lâm Uyên của thành phố nhỏ ở biên giới. Còn có nữ thiên tài đến từ núi Cống Giát đều được thăng cấp. Đáng nhắc tới chính là, người dự thi của núi Cống Giát, đến từ dân tộc Di, tên là Sa Mã Sa Y, mới vừa xuất hiện, đã khiến mọi người ở hiện trường cảm thấy kinh ngạc. Vì cô ta thật sự là quá đẹp, khoác trên mình một bộ váy trắng cổ điển dài thướt tha, như bước ra từ trong tranh vẽ. Cuộc tranh tài vẫn còn tiếp tục, tiếp theo là đến lượt thi của bảng đấu thứ 4, thứ 8, và thứ 12 của bảng đấu. Người dự thi của ba bảng đấu này, có thiên tài nổi tiếng nào, khá là bình thường. Nhưng trong đó, bảng đấu thứ 12 có một người dự thi, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, vậy mà có thể mời được lão tổ tông nhập hồn, để đạt được mục đích gia tăng thực lực. Người này chính là thanh niên anh tuấn khó đoán của nhà họ Đỗ, Đỗ Phi Dương,
sau khi mời được linh hồn được lão tổ tiên, liền đặt chân đến thần tông trung kỳ thành công. Chấm chấm chấm. Lúc này, Tô Thương còn đang bị vây ở mật các võ đang, anh ấy bình tĩnh lại tinh thần, muốn khống chế trận pháp. Trận pháp tỏa linh đã bị anh ấy phá giải, hiện tại chỉ còn lại ngũ hành liên hoàn trận thôi, mà cái liên hoàn trận này cũng là khó khống chế nhất. Thời gian tiếp theo, Tô Thương tập trung tinh thần đối phó với trận pháp đường vân, anh ấy ngồi khoanh chân, không nhúc nhích tí nào. Thời gian thấm thoát trôi đi, đã tới ngày hôm sau rồi. Con mẹ nó! Bỗng nhiên, Tô Thương mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên để lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm nói, trận pháp võ đang, cuối cùng cũng có thể có tác dụng với mình rồi. Tỏa linh trận và ngũ hành liên hoàn trận, cấu tạo phức tạp, lại liên quan đến nhau. Tô Thương trải qua hơn 20 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng nắm giữ trận hoàn toàn trận pháp. Điều này có nghĩa là anh ấy đã vô cùng quen thuộc với mấy trận pháp này, nếu đổi thành đại sư trận pháp khác, e là 2 ngày 2 đêm cũng không thể thành công. Cậu chủ, thành công rồi sao? Lúc này, Ali bước lên trước hỏi. Ừm. Tô Thương gật đầu, rồi đứng lên, khẽ cười nói, bây giờ, trận pháp võ đang trận pháp, tôi có thể tùy ý điều động, cứ coi như không có cô, thì võ đang cũng không ai có thể làm hại được tôi. Nói đơn giản là, cảnh giới Nguyên Anh trở xuống, chỉ cần mình còn ở võ đang, thì tôi đều có thể dùng trận pháp để giết hết bọn chúng. Tô Thương tiếp lại lắc đầu nói, nhưng tiếc quá, liên hoàn trận pháp đã tiêu hao rất nhiều linh thạch. Cũng không biết người bố trí trận pháp, đã làm ra hơn 1000 khối linh thạch trung phẩm từ đâu ra nữa, ở trái đất mà cũng có thể gom góp được linh thạch trung phẩm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Thương tiếp tục nói, tiêu hao nhiều năm như vậy, những này linh thạch trung phẩm này đã sắp phải thay đổi cấp độ rồi, căn cứ vào phán đoán của tôi, chỉ sợ tôi chỉ có thể điều động được một trận pháp. Những linh thạch trung phẩm bên trong linh khí này, toàn bộ sẽ bị dùng hết. Một khi không có linh thạch trung phẩm, trận pháp giống như cùng không có điện khí để dùng, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. Tô Thương gượng nói, mà tôi lại không bổ sung linh thạch trung phẩm, thì trận pháp liền sẽ mất đi tác dụng. Cho nên, cơ hội này, tôi muốn dùng thật cẩn thận, nhất định phải dùng tận dụng thật tốt. Cậu chủ! Ali tò mò hỏi, anh có thể nhìn ra trận pháp được bố trí khi nào sao? Khoảng hơn 100 năm trước thì phải. Tô Thương đáp lại nói. Hơn 100 năm trước. Ali nghi ngờ nói, khi đó, trái đất không phải đã xuất hiện điểm xấu sao, thậm chí có điểm xấu từ lâu rồi. Người bố trí trận pháp, có thể đề ra gạt bỏ người tu trận pháp từ Nguyên Anh trở xuống, thì thực lực của người đó chắc chắn phải rất mạnh phải không? Tô Thương gật đầu nói, ừm. Liên hoàn trận pháp này, được làm ra hoành tráng như vậy, xem ra chỉ là đối phương đã tiện tay bố trí, thực lực của đại sư trận pháp kia, tất nhiên thâm sâu khó đoán, có khả năng cao sẽ là Nguyên Anh. Có điểm xấu áp chế, trái đất sao lại xuất hiện người tu chân mạnh như vậy chứ? Ali càng thêm nghi ngờ nói. Không biết. Tô Thương lắc lắc đầu nói, hơn 100 năm trước, chắc chắn đã xảy ra chuyện không muốn người khác biết rồi. Lúc này, Tô Thương nhớ tới lời Vương Trùng Dương nói trong điện thoại với mình. Sở dĩ Tô Vô Kỵ không cần tháp hư không, là vì áp chế điểm xấu, chấn động cảnh giới Nguyên Anh, lại là chính mình chỉ điểm. Điều này khiến Tô Thương không thể tin được, chẳng lẽ mình bị mất trí rồi sao, hơn 100 năm trước, mình đã từng đến trái đất sao? Được rồi. Dù sao qua mấy ngày nữa, Vương Dương Minh sẽ tìm đến mình, sẽ nói với mình hết tất cả. Bây giờ suy nghĩ còn lơ mơ thì cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ đến đây, Tô Thương thản nhiên nói, Ali, đợt hồi sinh của Đại hội Võ Thuật Trăm Phái, cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi ra xem một chút đi, đừng bỏ qua cuộc thi đấu nào. Đều nói sau Đại hội Võ Thuật Trăm Phái, giới luyện võ sẽ sinh ra một sự thay đổi mới, người đứng đầu của Đại hội Võ Thuật Trăm Phái, theo như thiên mệnh sẽ trở thành minh chủ giới luyện võ. Tôi muốn xem, giới luyện võ sẽ xảy ra biến cố gì. Tô Thương khẽ cười nói. Đúng. Ali gật một cái, nhẹ nhàng đứng sau lưng Tô Thương. Tỏa linh trận này quả thực không tồi, tiêu hao linh thạch cũng không lớn, ngược lại có thể dùng nhiều thêm mấy lần. Lúc này, Tô Thương nhìn khí chướng xung quanh, lộ ra một nụ cười, sau đó hai tay co lại, lẩm bẩm nói, mở. Trong chốc lát, linh khí chướng ở mật các võ đang liền dần dần biến mất,
Tô Thương cùng Ali cuối cùng có thể cảm giác được thế giới bên ngoài, liền bước ra. Cùng lúc đó, bên ngoài mật các võ đang. Hôm qua, sau khi Vương Trọng Vân đưa Tô Thương vào, không hề rời đi, mà một mực canh giữ ở bên ngoài mật các. Ông ta tận mắt nhìn thấy trận pháp ở mật các võ đang khởi động, còn chứng kiến được Ali xông vào. Vương Trọng Vân muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Tỏa linh trận sao lại đột nhiên mở ra vậy, đóng mở khởi động trận pháp, vô cùng bí ẩn, Tô Thiếu gia làm sao mà tìm được chứ? Vương Trọng Vân vô cùng lo lắng nói, ôi, Tô Thiếu gia ơi Tô Thiếu gia, sao cậu lại không sợ người lạ một chút nào thế, cậu thành thật xem hết thư từ không được à, sao còn phải động đến đồ vật trong mật các chứ? Những cuốn đạo pháp tâm kinh được giấu trong mật các, cậu xem cũng đã xem rồi, không có ảnh hưởng gì hết. Sao hết lần này đến lần khác cậu lại áp chế chốt đóng mở của tỏa linh trận xuống chứ? Đây chính là nền móng của võ đang, theo như sư tổ mình nói, tỏa linh trận là vị nhân vật lớn kia năm đó đã bố trí, trong thiên hạ, trừ ông ấy và vị nhân vật lớn kia ra, thì không ai có thể phá giải. Vương Trọng Vân buồn sầu nói, bây giờ đã qua một ngày một đêm rồi, Tô Thiếu gia, cậu có khỏe không? Ôi, sư tổ cố ý giữ lại thư từ cho cậu. Mong rằng sẽ có một lời nhắn nhủ cho cậu, nếu như cậu chết trong mật các, tôi phải ăn nói thế nào với ông ấy đây? Còn có cô gái kia, thực lực thâm sâu khó đoán, chỉ ít cũng là cảnh giới võ thần lục địa, một võ thần lục địa lạ lắm, vậy mà có thể tiến vào mật các võ đang được, tin này nếu bị truyền đi, thì võ đang còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa đây? Phải biết rằng, mật các là nơi bí mật nhất của võ đang, cô ấy. Vương Trọng Vân đang nói. Bỗng nhiên phát hiện ra tỏa linh trận thế mà bị đóng lại, giọng nói bỗng lặng im rồi dừng hẳn lại. Ngay sau đó, ông ta liền thấy Tô Thương và Ali đi ra từ trong mật các, từng chân tơ kẽ tóc của hai người không hề tổn hại gì. Ông chủ Vương, Tô Thương tươi cười chào hỏi. Tô Thiếu gia, Vương Trọng Vân bỗng mừng rỡ, nắm chặt tay Tô Thương, vui vẻ cười nói, cậu không sao, thực tự quá tốt rồi. Tôi còn lo lắng cậu sẽ vĩnh viễn bị tỏa linh trận vây hãm trong đó nữa. Chờ một chút. Tô Thiếu gia, một khi tỏa linh trận mở ra, ngoại trừ sư tổ tôi ra, thì chỉ có người bố trí trận pháp mới có thể giải trừ được. Sao cậu lại đóng được tỏa linh trận vậy? Vương Trọng Vân nghi ngờ nói. Hả? Ngoại trừ Vương Dương Minh ra, chỉ có người bố trí trận pháp mới có thể giải trừ tỏa linh trận sao? Nói như vậy. Thì mình chính là người bố trí trận pháp kia sao? Tô Thương khẽ nhíu mày, kết hợp với lời nói trước đó của Vương Dương Minh, và hơn 100 năm trước đã từng tới trái đất. Chẳng lẽ, mình thật sự đã bố trí trận pháp cho võ đang sao? Trái đất căn bản không có người tu chân từ cảnh giới kết đan trở lên, bố trí trận pháp mạnh như vậy, thì có ích lợi gì nhỉ? Tô Thương không nghĩ ra, bèn không nghĩ nhiều nữa, mà tự cười giải thích nói, ông chủ Vương. Đẹp trai sáng ngời như vàng 24K được nhắc đến trong thư, đã nói cách để giải trừ tỏa linh trận, cho nên tôi mới đóng tỏa linh trận lại. Chấm, Dương Trọng Vân sực tỉnh, gật đầu như đã hiểu ra gì đó, sau đó chửi thề một câu, đậu đen rau muống nói, đẹp trai sáng ngời như vàng 24K sao? Đây là tên gì thế, khó nghe quá ha ha, tôi cũng cảm thấy khó nghe. Tô Thương hùa theo nói. Được rồi, tên không quan trọng, vừa nói. Ánh mắt Vương Trọng Vân liền dừng lại trên người Ali, vẻ mặt lộ ra vẻ khó xử nói, Tô Thiếu gia, cô gái này, có phải là người bảo vệ của cậu, trụ cột cuối cùng của nhà họ Tô không? Tô Thương dừng một chút, anh cũng giống như người trong giới luyện võ, cũng không hề biết chuyện trụ cột nhà họ Tô vì cứu cha mà bị mất hết võ công. Sau vài giây im lặng, Tô Thương gật đầu nói, vâng, Vương môn chủ có con mắt nhìn thật chuẩn. Quái lạ! Ở đại hội võ thuật trăm tông phái 20 năm trước, đã từng gặp trụ cột nhà họ Tô, chính xác là một phụ nữ, có điều đã tuổi già sức yếu rồi. Khuôn mặt Vương Trọng Vân tỏ vẻ nghi ngờ, sau đó lại giống như nhớ ra điều gì đó, liền nói, trụ cột cuối cùng của nhà họ Tô, cô Phù Dung, là một trong số 11 người võ thần lục địa mạnh nhất nhà họ Tô ở Côn Luân, lại tinh thông thuật dịch dung. Bây giờ cũng xem như được nhìn thấy thật rồi. Sau đó... Vương Trọng Vân liền chắp tay khách sáo nói, cô Phù Dung, lão phu xin kính chào. Cô Phù Dung, Phù Dung, trụ cột cuối cùng nhà họ Tô, tên gọi là Phù Dung hả, mình từ nhỏ đến lớn, sao chưa từng nghe qua tên này chứ? Tô Thương dừng một chút,
sau đó liền nhìn về phía Ali, hơi hơi ra hiệu, để cho cô trả lời. Ali lập tức hiểu ra, mà gật đầu với Vương Trọng Vân. Cô Phù Dung, mật các vốn là nơi bí mật của võ đang, người bình thường nếu không cho phép thì không được đi vào. Vương Trọng Vân vuốt vuốt sợ râu cười nói, có điều, nếu là cô Phù Dung, cái này dễ rồi. Ngay sau đó, Vương Trọng Vân nhìn Tô Thương, nhắc nhở, Tô Thiếu Gia, hôm nay đại hội võ thuật trăm tông phái đấu trở lại, tổng cộng có 8 vòng đấu, cậu được sắp xếp ở trận thứ 2. Bây giờ, trận đầu tiên đang diễn ra, có lẽ cũng nhanh kết thúc thôi, cậu nhanh chóng đến đó chờ đi, để tránh chậm trễ cuộc thi. Vương Trọng Vân nói, được, cảm ơn Vương Môn Chủ nhắc nhở. Tô Thương chắp tay cảm ơn, sau đó cười nói, Vương Môn Chủ, ông có tò mò nội dung trong bức thư lão môn chủ viết gì không? Tò mò, nhưng tôi không hỏi nhiều. Vương Trọng Vân vuốt vuốt sợi râu, cười nói, chuyện tôi nên biết thì sư tổ sẽ nói cho tôi biết, chuyện tôi không nên biết thì tôi không cần thiết phải tìm hiểu làm gì. Sư tổ đã từng nói, bức thư này tôi không thể nhìn, nếu không có lẽ sẽ dẫn đến tổn thất tiền tài, hơn nữa lại là một khoản lớn. Vương Trọng Vân nói nghiêm túc, võ đang chúng tôi kiếm tiền không dễ dàng đâu, phải nuôi sống nhiều người như vậy, chỉ hận không thể một đồng tiền tách làm đôi mà dùng, những chuyện rủi ro thế này thì tôi không làm. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tô Thương nghe vậy, nhất thời tức xạ mặt lại. Con mẹ nó. Lão già Vương Dương Minh này đúng là một tên trộm gà, sợ Vương Trọng Vân lén lút xem thư, chuyển khoản cho ông ấy, thế mà còn cố ý nhắc nhở Vương Trọng Vân. Bụng dạ của các đạo sĩ võ đang đều dã man như vậy sao? Tô Thiếu Gia, có chút chuyện lão phu quên nói cho cậu biết, con gái của cậu Tô Du Du, hôm qua lúc tham gia đại hội võ thuật, bị thiên tài của núi Thanh Thành đánh bị thương rồi. Vương Trọng Vân bỗng nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, liền nói, tôi nghe đệ tử đến báo, Tô Du Du bị thương rất nặng, đến nay vẫn chưa tỉnh lại, chỉ bằng nhân lúc trận đấu đầu tiên chưa xong, cậu đi đến khách sạn Cửu Phong trước đi. Để xem cô bé thế nào. Vù. Nghe nói như thế, Tô Thương nhất thời sững sờ, cả người như bị sét đánh. Sau khi dừng lại vài giây, Tô Thương mới kịp phản ứng lại, trên mặt đầy vẻ lo lắng, không nói thêm lời nào mà trực tiếp thi triển chỉ xích thiên nhai rời khỏi đó. Ali theo sát phía sau. Tô Thiếu Gia, đừng tức giận, cũng đừng thương tâm quá, để tránh ảnh hưởng trận đấu của cậu. Khi thấy hai người rời khỏi, Vương Trọng Vân đuổi theo nhắc nhở, có điều, hai người Tô Thương sớm đã biến mất rồi, thân pháp này của Tô Thiếu Gia, quả thật không yếu, có lẽ đạt đến cấp độ thuấn di rồi, nếu mà cậu ấy dùng toàn lực chạy trốn, chỉ sợ thần tông đỉnh phong cũng khó mà đuổi kịp. Không hổ là đời sau của Tô Vô Kỵ, có chút bản lĩnh nha, không biết đồ đệ vương giã của mình có thể dùng thuật kỳ môn để phong tỏa thân pháp của cậu ta không nữa. Chấm chấm chấm. Tô Du Du bị thương rồi. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Biết được tin này, trái tim Tô Thương lập tức bóp nghẹn lại, liên tục thuấn di để đi đến khách sạn Cửu Phong. Tô Thiếu Gia, thanh niên tài tuấn của núi Cửu Phong, đã biết Tô Thương, vừa thấy Tô Thương bước vào cửa đã khách khí chào hỏi. Tô Thương gật đầu, vẫn không ngừng bước. Tô Thiếu Gia, anh đến thăm Du Du phải không, tôi sẽ dẫn đường cho anh. Một người tài tuấn khác ở núi Cửu Phong nói. Cảm ơn, không cần. Tô Thương từ chối, anh đã sớm cảm giác được vị trí của con gái rồi, liền bước lên lầu 4, trực tiếp đẩy cửa vào, Ali cũng đi theo sát phía sau. Rất nhanh, Tô Thương liền thấy được Tô Du Du đang nằm ở trên giường. Thiên Sơn Tuyết, Thạch Cửu Thiên, Vương Phú Quý, Trương Mộ Cổ, Trương Trọng Ngô cùng một số cao thủ đời trước của núi Cửu Phong đều ở trong phòng. Tô Thương, điện chủ, em họ. Tô Đại Thiếu Gia, Tô Thiếu Gia, sau khi nhìn thấy Tô Thương, mọi người đồng thanh mở miệng chào hỏi. Tô Thương gật gật đầu, lập tức nặng nề bước đến bên giường con gái, mở thần thức kiểm tra vết thương. Điện chủ, thuộc hạ đã kiểm tra rồi, tiểu thư Du Du bị thương khá nghiêm trọng, thuộc hạ bất lực. Trương Trọng Ngu mặt mũi đầy hổ thẹn, sau đó nói, có điều thuộc hạ đã dùng cửu chuyển hồi xuân châm, ổn định vết thương cho tiểu thư Du Du rồi. Thuộc hạ tin cậu nhất định có cách khiến tiểu thư Du Du khỏi hẳn. Ông làm tốt lắm, xử lý cực kỳ nhanh chóng. Tô Thương sau khi kiểm tra, đầu tiên là công nhận cách làm của Trương Trọng Ngu, sau đó nói, với tôi mà nói, vết thương trên người Du Du,
chính xác là không có vấn đề gì lớn cả. Vừa nói xong, Tô Thương không dừng lại dù chỉ một giây, lúc này liền đem linh khí chuyển vào cơ thể con gái. Theo từng luồng linh khí tiến vào, thần sắc của Tô Du Du thay đổi rất nhanh. Nửa phút sau, Tô Thương dừng tay rồi nói, được, sức khỏe của Du Du đã tốt hơn nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút là có thể tỉnh lại. Thần, thánh thủ thành phố đều đã hết cách, vậy mà Tô Thiếu gia chỉ cần nửa phút, có thể chữa khỏi rồi sao? Đây là thủ đoạn gì vậy, quá thần kỳ. Không ngờ trình độ y thuật của Tô Thiếu gia lại cường đại như thế, chẳng trách có thể trở thành điện chủ Dược Vương Điện. Những tiền bối của núi Cửu Phong ở tại chỗ đó vốn không hiểu rõ Tô Thương, ồn ào lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn không được mà khen Tô Thương. Tô Thương lại không để ý, mà nhíu mày nói, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra, Du Du sao lại trèo lên lôi đài vậy, ai mà ra tay nặng thế chứ? Tô Đại Thiếu gia, anh xem cái video này đi, là biết. Lúc này, Vương Phú Quý mở trong túi đồ ra, đưa điện thoại di động cho Tô Thương xem. Tô Thương nhận lấy điện thoại di động, nhìn từ đầu đến cuối một lượt, con mắt lập tức ẩm ướt. Thì ra, đây chính là chuyện ngạc nhiên mà Du Du nói sao. Cô bé muốn cho mình thấy dáng vẻ cô bé tham gia thi đấu trên lôi đài. Tống Thanh Dương. Người này ra tay độc ác, sau khi ăn đan dược, rõ ràng có thể đánh Du Du xuống lôi đài, nhưng hết lần này đến lần khác lại. Tô Thương nhìn thấy lúc sau, lập tức nhíu mày nói, không đúng. Xem đến cuối video này, vết thương của Du Du cũng không nặng như vậy, Vương Đại Thiếu gia, video quay bị thiếu rồi hả? Tôi, Vương Phú Quý đột nhiên ấp úng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, quả nhiên không lừa được Tô Đại Thiếu gia. Có điều không phải quay thiếu, là Du Du không muốn nhìn thấy hình ảnh cô bé bị đánh, sợ anh khổ tâm, nên trước khi hôn mê cố ý dặn tôi cắt bỏ khúc sau của video rồi. Vương Phú Quý nói thêm, sợ tôi khổ tâm. Trong lòng Tô Thương, đột nhiên như có kim châm, sau đó dò hỏi, Vương Đại Thiếu gia, có video ban đầu không, tôi muốn xem. Có thì có điều. Vương Phú Quý cực kỳ khó xử, không biết có nên cho Tô Thương xem hay không, thế là nhìn thoáng qua Thiên Sơn Tuyết bên cạnh. Đưa cho anh ấy xem đi, Thiên Sơn Tuyết gật đầu nói. Được. Vương Phú Quý thấy Thiên Sơn Tuyết đồng ý, liền đi đến chỗ Tô Thương làm vài thao tác trên điện thoại của mình. Rất nhanh, video lần nữa lại phát ra, chỉ có điều độ dài đã tăng lên. Tôi không đầu hàng, cha tôi là Tô Thương, tôi không thể để cho cha mất mặt được. Cha tôi vẫn chưa xuất hiện, tôi muốn cho ông ấy một bất ngờ, tôi muốn để cha thấy dáng vẻ thi đấu của tôi. Cha nói, sẽ rất nhanh trở về thôi, tôi muốn chờ ông ấy. Chú Phú Quý, khụ.CSA cháu đến rồi sao? Phiền chú Phú Quý. Cắt chỗ cháu đánh bị thương đi, cháu không muốn để cha nhìn thấy, như thế cha sẽ. Chưa nói xong, Tô Du Du đã hôn mê rồi. Sau cùng đoạn video này, không có hình ảnh, bởi vì lúc ấy Vương Phú Quý đang ôm Tô Du Du, không quay nữa, nhưng âm thanh lại được lưu vào. Du Du, là do cha không tốt, cha không kịp đuổi tới, cha không bảo vệ tốt cho con. Trái tim Tô Thương như tan nát, trong lòng cực kỳ tự trách. Hai hàng nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Có điều, ngược lại, anh liền nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt hiện ra sát ý nồng nặc. Tống, Thanh, Dương, đồ chó đáng chết này, dám ra tay nặng với con gái tao như vậy, mày thật đáng chết, tao nhất định sẽ trả lại cho mày gấp trăm ngàn lần. Còn núi Thanh Thành nữa. Ha ha, năm đó tham gia tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân, thù này tao còn chưa báo. Bây giờ vừa vặn rồi, báo thù cùng một lúc luôn, cái sơn môn này, không cần thiết tồn tại nữa. Tô Thương giận không kiềm được, hai mắt đều đã đỏ lên, sát ý ngập trời. Tô Thương, đừng hành động thiếu suy nghĩ, núi Thanh Thành có võ thần lục địa, mà có chỗ dựa là gia tộc Tây Môn, bây giờ không thể làm loạn quá đáng, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Thiên Sơn Tuyết khuyên, trước tiên anh đừng nên kích động, chờ ông nội em đuổi tới. Rồi đi đến núi Thanh Thành tính sổ cũng không muộn mà. Đúng vậy. Thạch Cửu Thiên cũng nói ra, em họ, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Không cần, chỉ là võ thần lục địa thôi, có đáng gì chứ? Tô Thương thản nhiên nói, nếu như ngay cả thù của con gái mà cũng không báo được, thì có tư cách gì mà làm cha của con bé chứ?
có một số việc, có thể từ từ tính toán, chờ thời cơ chín muồi, nhưng có một số việc, chờ lâu quá một giây cũng chính là sự dày vò. Ali, đi theo tôi, hôm nay tôi phải giết Tống Thanh Dương, tiêu diệt người của núi Thanh Thành, không ai ngăn được tôi đâu. Vừa nói xong, Tô Thương mặt trầm như nước, thi triển chỉ xích thiên nhai, cơ thể lập tức biến mất. Cô chủ, không cần phải lo lắng đâu, có tôi ở đây rồi, không ai làm tổn thương cậu chủ được. Hơn nữa, cậu chủ bây giờ cũng khác lúc trước lắm rồi, ở võ đang này, anh ấy cũng là thần rồi. Ali trấn an Thiên Sơn Tuyết một chút, ngay sau đó liền đi theo bước chân của Tô Thương. Tô Thương! Thiên Sơn Tuyết lo lắng gọi một tiếng, khi thấy Tô Thương và Ali đã đi xa, liền nghiêm túc nói, Sơn chủ của Thanh Thành cũng ngồi ở vị trí trên cao tại Đại hội Võ Thuật, chắc hẳn Tống Thanh Dương cũng ở đó quan sát cuộc chiến. Người đâu, triệu tập tất cả mọi người của núi Cửu Phong, lập tức tiến về ba lôi đài lớn, Tô Thương tuyệt đối không thể có gì bất trắc được. Thiên Sơn Tuyết hạ lệnh. Vâng. Hiện trường đông đảo tiền bối của núi Cửu Phong, đồng loạt trả lời, trong đó có rất nhiều thần tông đỉnh phong, tất cả đều nghe theo lệnh Thiên Sơn Tuyết. Thạch Cửu Thiên cũng vội vàng rời đi, chào hỏi ông nội Thạch Hảo Hãn trước. Anh Trương Mộ Cổ, anh ở khách sạn nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi trợ giúp Tô Đại Thiếu Gia, anh ấy là anh em tốt của tôi, cho dù chết thì tôi cũng phải bên anh ấy. Vương Phú Quý khẽ cắn môi, sau đó quyết định nói. Anh Phú Quý, anh xem Trương Mộ Cổ tôi là ai chứ, Tô Đại Thiếu Gia là anh em của anh, cũng là anh em của tôi. Trương Mộ Cổ nghiêm túc nói, anh em có chuyện, tôi sao lại làm con rùa đen rụt cổ được chứ? Hừm, Trương Mộ Cổ tôi cũng không phải hạng người tham sống sợ chết. Huống hồ gì, ông nội Trương Thiên Lôi của tôi cũng đang ở Đại hội Võ Thuật, tôi sẽ nói ông ấy ra mặt bảo vệ, yên tâm đi, Tô Đại Thiếu Gia sẽ không có việc gì đâu. Trương Mộ Cổ thoải mái nói. Anh em tốt. Vương Phú Quý cực kỳ cảm động, nắm chặt tay của Trương Mộ Cổ. Ngay sau đó, đoàn người vô cùng lo lắng tiến về hiện trường của Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, xung quanh ba lôi đài lớn, người người nhốn nháo. Trận đấu phục sinh tổng cộng có 8 đường đua, không cùng lúc vận dụng ba lôi đài, mà thí sinh tham gia 8 đường đua này, sẽ lần lượt ở giữa lôi đài phân cao thấp. Lúc này, trận đấu đầu tiên đã kết thúc, Mặc Đao đến từ vùng núi thâm sâu Vân Vũ thành công phục sinh, tiến vào vòng tiếp theo. Bây giờ đang là lúc lôi đài đang trống, chờ một chút xíu nữa thì người dự thi ở trận đấu thứ hai sẽ bước lên lôi đài. Bởi vì lúc mới thi đấu, chắc chắn sẽ có người dự thi giấu rốt để bảo toàn thực lực. Vì thế người xem loạt trận đấu phục sinh cực kỳ nhiều, thậm chí các đại thiên tài cũng đi đến xem. Vương Giả của Võ Đang, Phật Tử Vô Cơ, Triệu Chỉ Nhược của phái Nga Mi, Tây Môn Long Ngâm, Sa Mã Sa Y, Đỗ Phi Dương. Trong đó, tất nhiên bao gồm cả Tống Thanh Dương của núi Thanh Thành. Mời người thi đấu trận phục sinh thứ hai vào trận. Lúc này, trọng tài tại hiện trường cao giọng nói ra. Ngay sau đó, liền có mấy chục người dự thi, lần lần lượt lượt trèo lên lôi đài. Cùng lúc đó, Tô Thương và Ali cũng xuất hiện. Vù vù vù. Trong lúc đó, ánh mắt mọi người tại hiện trường, gần như đều nhìn vào Tô Thương và Ali. Tô Thương, là Tô Thương, anh ta đến đây làm gì? Anh không thấy trong bảng danh sách à, Tô Thương được phân ở bảng thi đấu thứ hai của trận phục sinh, chắc là đến tham gia thi đấu. Cái gì, nhìn mặt mũi anh ta đầy vẻ thịnh nộ như thể nhìn không giống đi thi đấu chút nào hết. Cô gái sau lưng Tô Thương, cũng là người bảo vệ hả, một cô gái thật đẹp. Mọi người nhanh nhìn kìa, Tô Thương không trèo lên lôi đài, anh ta trực tiếp đến chỗ Tống Thanh Dương rồi, sẽ không phải vì muốn báo thù cho con gái Tô Du Du của anh ta chứ. Hôm qua lúc Tô Du Du bị hành hạ, Tô Thương lại không ở tại hiện trường, chỉ sợ thật sự là Tô Thương đến báo thù. Ha ha, Tống Thanh Dương là thiên tài núi Thanh Thành, dù là không uống thượng cổ đan dược thì cũng là thần tông trung kỳ, hơn nữa người ngồi trên cao kia của núi Thanh Thành cũng sẽ nhìn thấy hết mọi chuyện, báo thù hả? Tô Thương dám sao? Chấm chấm chấm. Mọi người tại hiện trường bàn luận ầm ĩ, tất cả đều hứng thú nhìn vào Tô Thương. Tống Thanh Dương. Lúc này, Tô Thương giận không kiềm được, đi đến trước mặt Tống Thanh Dương, khoảng cách giữa hai người còn chưa tới 3 mét nữa. Đúng vậy, chính là tôi. Tống Thanh Dương nghênh tiếp ánh mắt của Tô Thương,
khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nói, Tô Thương, anh đến tìm tôi, là vì chuyện của Tô Du Du à? Xem như mày tự mình biết mình đó. Tô Thương mặt trầm như nước, giọng điệu lạnh lùng nói, nếu mày đã biết, tao không nói gì thêm nữa, chịu chết đi. Ha ha, đúng là trò cười. Tống Thanh Dương nghe vậy, liên tục cười lạnh nói, Tô Thương, chỉ là một nghiệt dư của nhà họ Tô, cũng muốn giết tao sao? Cuộc thi ngày hôm qua, thật đáng tiếc, mày không tận mắt thấy, chẳng qua chỉ là có người nói lại cho nghe mà thôi nhỉ. Tống Thanh Dương lộ ra một nụ cười khinh miệt, chỉ ở giữa lôi đài, sau đó cười lạnh nói, ngay tại lôi đài trên kia, con gái của mày bị tao đánh cho hộc máu không ngừng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh hết, có điều, con bé này cực kỳ bướng nha, dù bị đánh thế nào cũng không chịu nhận thua. Thế là tao bóp lấy cổ con bé, giơ nó từ dưới đất lên, cũng là dùng cái tay này bóp nè. Vừa nói, Tống Thanh Dương giơ tay phải của mình ra, thoải mái cười nói, Tô Thương, mày ngửi một chút, bây giờ ở một bên tay này của tao, còn có mùi máu tươi của con gái mày đó, ha ha ha, cái thứ nhỏ đó. À, Tống Thanh Dương đang nói, nhưng vào lúc này, Tô Thương vừa mới động suy nghĩ, liền lấy ra kiếm thương khung, nhắm ngay cánh tay của Tống Thanh Dương, trực tiếp chém nứt lìa. Tống Thanh Dương theo đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau một giây, cánh tay phải của anh ta liền bị chặt đứt rơi xuống đất, máu tươi chảy đầm đìa, xương trắng lòi ra. Một kiếm, chặt đứt cánh tay Tống Thanh Dương. Trong khoảnh khắc đó, Tống Thanh Dương kêu lên thảm thiết, vang vọng bốn phía, thê thảm vô cùng. Vù! Cảnh tượng vừa mới xảy ra, khiến cho mọi người đều trợn mắt há miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chuyện này thật là ác độc quá đi. Không hổ là con cháu của Tô Vô Kỵ, làm việc gọn gàng. Tô Thương vậy mà chặt đứt cánh tay của Tống Thanh Dương, con mẹ nó, tôi không nhìn nhầm chứ. Tống Thanh Dương đáng đời lắm, hôm qua trước mặt mọi người tra tấn Du Du còn chưa tính sổ, quan trọng là ở trước mặt Tô Thương, còn nhắc đến chuyện con gái bị sỉ nhục, đến mức bị thương nặng mà hôn mê, đừng nói là Tô Thương, dù là bất kỳ kẻ nào khác đều sẽ giận không kiềm được. Một cánh tay cũng tính là nhẹ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.